tại nàng cần nhất thời điểm, tại nàng nhanh tuyệt vọng thời điểm, hắn đến rồi. Dùng một loại làm nàng ngạc nhiên phương thức, dùng vượt qua nàng tưởng tượng rung động ra sân phương thức, xuất hiện tại nàng và Bích Thủy các thành viên trước mặt. A, các chủ mau nhìn, vì cái gì đột nhiên những người này đều từ không trung rớt xuống. Bên cạnh, vị kia bung dù đạo nhân, đột nhiên một mặt hưng phấn nói. Là hắn đến rồi, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh trả lời. Há, là hắn tới nha, bung dù đạo nhân nhẹ gật đầu. Lại một hồi sau, các chủ mau nhìn. Vì cái gì những tên kia vì cái gì đều từ trong nhà rớt xuống. Chống đỡ tán đạo nhân vui vẻ chỉ hư không nói. Là hắn đến rồi, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh không sợ người khác làm phiền hồi phục. Chỉ có giờ khắc này, chỉ có hiện tại. Dù là tán đạo nhân hỏi nàng 1000 lần, 1000000 lần, nàng đều sẽ như vậy vui vẻ trả lời. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực, lấy một loại bá khí thư thái, vững vàng đứng ở trên trời. Tại dưới chân hắn, là đám kia bên dưới sủi cảo ma, đạo, yêu, Phật, tán tu các loại thế lực cường giả. Giờ khắc này, ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, không người nào có thể đứng ở trên trời. Bị chấn bên dưới bầu trời hỗn chiến thế lực tu luyện giả, thậm chí ngay cả ổn định bản thân thân hình đều làm không được. Thậm chí, bọn hắn liền ngẩng đầu động tác đều không thể làm ra. Bọn hắn ngay cả mình là bị cái gì người đánh xuống bầu trời, đều không được biết. Nếu như chỉ là vật lý bên trên va chạm, những thứ này hỗn chiến tu luyện giả tại từ không trung rơi xuống về sau, còn có thể thi triển thần thông, ổn định thân hình của mình cũng thông qua ngự kiếm, ngự khí, độn thuật loại hình thủ đoạn, ngừng bản thân hạ xuống thân thể. Nhưng là, tại thân thể bị viên kia thiên thạch trùng kích huy thế đánh rơi đồng thời, tinh thần của bọn hắn đồng dạng chịu đến trọng kích. Thần trí của bọn hắn, như là thấy được cự long lâu văn, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tại hạ trụy thời điểm, trong đầu của bọn hắn chỉ có bá 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 bá. Như thế một cái quỷ dị từ ngữ. Cái từ ngữ này, không thuộc về cái này thời đại bất luận cái gì ngôn ngữ hệ thống, nhưng chúng nó trong đầu chính là bị cái từ này chiếm hết. Bọn hắn có thể làm, chỉ có kêu thảm. Ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không làm được. Có lẽ còn có thể làm một chuyện, cái kia chính là đem kêu thảm đổi thành cái kia không hiểu thấu bá chữ phát âm. Mà những thứ này đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tại Tống Thư Hàng bên cạnh hai vị sở các chủ ý thức nghe tới, như là trên thế giới yêu mỹ nhất hợp sướng chương nhạc. Bích Thủy các hủy diệt, năm đó này một đám hỗn chiến gia hỏa không phải trực tiếp thủ phạm. Nhưng nếu như không phải bọn hắn đem hỗn chiến địa điểm lựa chọn tại Bích Thủy các bên ngoài, Bích Thủy các liền sẽ không bị cuốn vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Đối Bích Thủy các thành viên mà nói, đám người kia, vô luận chính tà, không có một cái nào là vô tội. Hy vọng nhiều, năm đó ta liền có thể nghe đến mấy cái này dễ nghe giai điệu a. Sở các chủ nói khẽ. Sở cũng vừa muốn nói như vậy tới, nhưng bị Sở Quỳnh Quỳnh trước giảng xong. Thế là lời đến khóe miệng, nàng chỉ có thể cưỡng ép đổi thành một câu nói khác, bất quá, vẫn là Thư Hàng 4 tiếng kêu thảm, nghe càng êm tai chút. Tống Thư Hàng cái kia bá khí tư thái, kém một chút liền bị Sở nghe được lời này, đâm cho thoát hơi. Tốt tại. Người khác là nghe không được Sở lời nói mới rồi. Liền hiện tại thiên đạo cũng không được. Tống Thư Hàng xuất hiện ở đây, cắm vào thời gian này trường hà tiết điểm về sau, trừ hắn muốn hiện ra tư thái người xem bên ngoài, không người nào có thể quan sát đến hắn tồn tại. Ầm 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 ầm. Tại cái kia đợt kéo dài tiếng quái khiếu, lại kéo dài nửa ngày về sau, phía dưới mặt đất truyền đến từng đợt ầm ầm tiếng va đập. Bị chấn bên dưới bầu trời các phương thế lực sủi cảo nhóm. Rốt cục tiếp xúc đến đại địa. Bọn hắn cường hãn thể chất, ngạnh sinh sinh ở trên mặt đất xô ra từng cái hố to tới. Một số vốn là bị thương, hoặc là thể chất không quá tốt ra hỏa, liền tương đối không may, va chạm mặt đất về sau, trực tiếp thương càng thêm thương, ý thức bắt đầu mơ hồ. Bất quá phần lớn sủi cảo nhóm, cũng còn duy trì linh đài thanh tỉnh. Loại độ cao này, còn quăng không chết ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí là thất phẩm tu sĩ. Té ngã trên đất sủi cảo nhóm, trước tiên quay đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Sau đó, bọn hắn toại nguyện thấy được Tống Thư Hàng. Bàn chân, là ai, vì cái gì đột nhiên tập kích chúng ta? Là phương nào thế lực viện quân sao? Không đúng, nếu như là phương nào thế lực viện quân, vậy hắn cũng cần phải là muốn trợ giúp một phương nào thế lực mới đúng chứ?
Loại này bất chấp tất cả, đem mảnh này trên bầu trời tất cả mọi người, quét sạch sành xanh, là có ý gì? Chẳng lẽ, là chúng ta hỗn chiến, vừa vặn vẽ vị cao nhân này chỗ bế quan, chúng ta hỗn chiến quấy rầy đến hắn? Có một bộ phận sủi cảo nghĩ đến một cái khả năng. Loại chuyện này, ở thời đại này vẫn là ngẫu nhiên có phát sinh. Dù sao, có đại lão chính là rất cổ quái, sẽ ngẫu nhiên tại dã ngoại hoang vu đánh cái hố, liền tiến hành bế quan. Muốn hướng vị này đại lão giải thích một chút sao? Hỗn chiến các phương thế lực nhân vật lãnh tụ thầm nghĩ trong lòng. Hư không bên trong. Tống Thư Hàng chính thu liếm trên người mình tất cả khí thức, số liệu các loại miễn cho phía dưới bọn gia hỏa này, liếc hắn một cái, liền mù, sau đó trực tiếp lâm vào ngủ say trạng thái. Như thế liền quá tiện nghi bọn gia hỏa này. Đây cũng là phía dưới bọn gia hỏa này, có thể nhìn Tống Thư Hàng bàn chân mà không mù mất nguyên nhân. Thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thánh nhãn kim đan chuyển rời đến bản thân trong hai con ngươi đi. Sau một khắc, bá Tống hai mắt mở ra. Có ôn nhu hào quang từ trên bầu trời tung xuống. Cái này quang huy bên trong, ẩn chứa yêu lực lượng. Có chữa trị nhân tâm hiệu quả. Thậm chí, sẽ làm cho người không nhịn được muốn đi tiếp xúc những thứ này quang huy. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là vị đại nhân vật này, tung xuống chỉ rũ thuật loại hình pháp thuật sao? Phía dưới hỗn chiến thế lực các thành viên, còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này ánh sáng ôn nhu quét chúng. Mấy hơi sau, lại một đợt hoa thức kêu thảm, từ đại địa bên trên nổ lên. Nếu như nói, trước đó bên dưới sủi cảo quái khiếu là Trương Nhạc. Không chi khúc. Như vậy hiện tại hoa thức quái khiếu, chính là Trương Nhạc. Địa chi khúc. Tình thương của mẹ lực lượng, mà lại là bá Tống bất hủ cường hóa bản. Phía dưới tất cả tu luyện giả, thống khổ nghiêng người sang, nước mắt rơi như mưa. Tại tiếp nhận như thế kịch liệt thống khổ thời điểm, trong đầu của bọn hắn còn có một cái to lớn thanh âm uy nghiêm đang vang lên. Như thế nào hiếu? Như thế nào yêu? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Theo cái thanh âm này không ngừng vang lên, phần bụng kịch liệt đau nhức cũng sẽ cầu thang thức tăng lên. Không, đừng nói nữa. Van cầu ngươi đừng nói nữa. Sủi cảo nhóm vô ý thức muốn kháng cự cái này to lớn thanh âm. Nhưng cho dù là thống khổ to lớn, cũng vô pháp chống cự trong đầu cái kia thanh âm uy nghiêm, không cách nào phân tán bọn hắn lực chú ý. Tại tiếp nhận to lớn thống khổ đồng thời, bọn hắn còn nhất định phải tiếp nhận trong đầu cái kia to lớn thanh âm dạy bảo, giảng giải luận hiếu. Mẫu ái thiên. Mà bản này luận hiếu. Mẫu ái thiên mỗi một câu từ, đều sẽ xúc động bọn hắn thống khổ thần kinh. Thống khổ, đang khiêu vũ. Thế là tiếng kêu thảm thiết, càng khốc liệt hơn lên. Kế không chi khúc tàn khốc bá bá yêu giáo trình về sau, nghênh đón chính là địa chi khúc khắc sâu tình thương của mẹ khâu. Từ không trung đến đại địa, từ bá ái đến mẫu ái. Tống Thư Hàng đã đem bản thân có thể dạy cho bọn này hỗn chiến tu luyện giả đồ vật, dốc túi tương thụ. Những thứ này sủi cảo tu luyện giả, cấp bậc vẫn là quá thấp. Bằng không mà nói, từ cái kia phiến ôn nhu hào quang xuất hiện sát na, bọn hắn nên nhận ra đây là vài ngàn năm trước. Nho gia thánh nhân dạy bảo tình thương của mẹ chương trình học khâu. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua về sau, cũng làm cho cấp bậc không đủ tu luyện giả nhóm, đã quên cái kia đã từng vô địch thiên hạ thánh nhân chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn, còn tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng nhẹ giọng vì hai vị sở các chủ giảng thuật bản thân lần này cường hóa. Tình thương của mẹ ngưng thị hiệu quả. Nho gia thánh nhân nguyên bản tình thương của mẹ ngưng thị. Lại ở trong vòng 10 giây để thụ thuật giả thể nghiệm 10 tháng hoài thai nỗi khổ, cũng tại về sau trong vòng nửa canh giờ tiếp tục thể năng sinh nở nỗi khổ. Mà trải qua ta bất hủ thuộc tính cường hóa về sau, loại này hoài thai nỗi khổ cùng sinh nở nỗi khổ, có thể theo ta ý chí, điều chỉnh tiếp tục thời gian. Bất kể là 1 năm, 10 năm, vẫn là 100 năm, cũng không có vấn đề gì. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tiếc nuối duy nhất là, cái kia thiên luận hiếu. Mẫu ái thiên độ dài có hạn, sở dĩ nếu như muốn để mang thai sinh nở nỗi khổ tiếp tục kéo dài lời nói, cái kia to lớn thanh âm cũng chỉ có thể tiến vào đơn khúc tuần hoàn hình thức. Không ngừng từng lần một lặp lại luận hiếu, mẫu ái thiên, mãi cho đến bí pháp hiệu quả kết thúc mới thôi. Nhưng quay đầu ngẫm lại, đơn khúc tuần hoàn 10 năm 800, tựa hồ cũng rất tốt. Ta đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi, những thứ này hỗn chiến tu luyện giả.
phải thừa nhận bao nhiêu năm thống khổ, từ các ngươi tới quyết định. Tống Thư Hàng đối hai vị sở các chủ ý thức giảng đạo. 10 năm, 100 năm cũng không có vấn đề gì sao? Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, còn có thể dài hơn, ngàn năm vạn năm cũng có thể. Nếu như bọn hắn thọ nguyên đầy đủ dài dằng dặc, cái kia, có thể chân chính để bọn hắn sinh ra cái đẫm máu sinh mệnh tới sao? Tại 10 năm, trăm năm thống khổ về sau, tại thống khổ càng lớn bên trong mổ ra một cái tân sinh mệnh đến. Sở đề nghị. Không hổ là gánh chịu bích thủy các hủy diệt chấp niệm sở. Thật có lỗi, mặc dù có thể làm đến, nhưng tâm ta lý bên trên không tiếp thụ được, Tống Thư Hàng quả quyết cự tuyệt nói. Nói như vậy, cũng không phải là đơn thuần tại trừng phạt. Dạy bảo bọn này hỗn chiến tu luyện giả, càng là về tâm lý tra tấn hắn đại bá Tống. Đáng tiếc, sở nói, như vậy, liền 100 năm a. 100 năm đối với người bình thường tới nói, là cả một đời. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, cũng không tính quá dài dằng dặc. Bích thủy các hủy diệt về sau, nàng bị thống khổ hành hạ bao nhiêu năm. Khiến cái này ra hỏa thống khổ 100 năm, cũng không quá phận. Có thể, sở các chủ cũng đồng ý nói. Không cần dài hơn một số sao, Tống Thư Hàng hỏi. Cuối cùng không phải bọn hắn hủy bích thủy các, sở dĩ 100 năm cũng đủ rồi, oan có đầu, nợ có chủ. Sở nói bổ sung, nhưng ta yêu cầu tiền trả phân kỳ. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mỗi 10 năm nghỉ ngơi một lần, sau đó lại đau nhức 10 năm, lòng vòng như vậy, phân 10 lần hoàn lại. Tốt nhất mỗi lần thời gian nghỉ ngơi năm có thể tại 1 đến 5 trong năm ngẫu nhiên chọn lựa, có thể sao? Sở đề nghị. Có câu nói gọi đau dài không bằng đau ngắn. 100 năm thời gian, nếu như một hơi đau nhức xong lời nói không chừng bọn hắn khẽ cắn môi liền đi qua. Nhưng nếu như cách mỗi 10 năm, để bọn hắn nghỉ ngơi 1 năm hoãn một chút. Lại đến một lần lúc, thì càng mang kình, càng quan trọng hơn là, 10 lần tuần hoàn kết thúc về sau, thụ thuật giả nhóm nhưng lại không biết cái này tuần hoàn đến cùng kết thúc không có. Bọn hắn sẽ bản năng đi chờ đợi chờ thứ 11 cái tuần hoàn. Thứ 11 cái tuần hoàn một ngày không đến, trong bọn họ tâm liền sẽ thấp thỏm lo âu. Lại bởi vì nghỉ ngơi năm là ngẫu nhiên, bọn hắn không biết thứ 11 đợt đến cùng lại ở mấy năm sau xuất hiện. Chỉ có thể trong lòng run sợ chờ đợi. Có thể chứ, sở các chủ cũng nhìn qua Tống Thư Hàng. Tự nhiên là có thể, như các ngươi mong muốn. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn trong đôi mắt thánh nhãn kim đan xoay chậm chậm lên, tự động bắt đầu biên soạn một đoạn tình thương của mẹ ngưng thị chương trình. Theo lấy sở yêu cầu, đem 100 năm mang thai thời gian chia cắt thành 10 lần, mỗi lần trung gian xếp vào 1-5 năm ngẫu nhiên thời gian nghỉ ngơi. Cả cái mã hóa quá trình. Toàn bộ từ bất hủ thánh nhãn kim đan độc lập hoàn thành. Tống Thư Hàng chỉ cần hạ đạt một cái chỉ thị, chờ chương trình biên soạn sau khi hoàn thành, lại vừa mở mắt, dùng ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia thụ thuật giả là đủ. Thiết lập sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng hai tay ôm ấp động tác biến hóa, hắn duỗi ra một đầu bàn tay nhắm ngay phía dưới cái hố bên trong tiếng kêu rên liên hồi thụ thuật giả, nhẹ nhàng khẽ vỗ. Siêu siêu siêu. Những thứ này khác biệt thế lực thụ thuật giả nhóm toàn bộ này lên khỏi mặt đất, bị Tống Thư Hàng niệm lực bọc lấy, tiến hành một trận ngẫu nhiên lữ trình. Thân thể của bọn hắn, bị đạn hướng thế giới các nơi. Hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể đánh đến địa phương nào hạ xuống đều xem nhân phẩm. Làm xong cái này hết thảy sau. Tống Thư Hàng hoãn hoãn quay người, thâm thúy con ngươi nhìn về phía tây phương vị trí. Ở nơi đó. Có một tôn hai tay cấy ghép rất nhiều ma nhãn tuổi trẻ bắt yêu nhân, dẫn 3.000 bắt yêu nhân, đang tại bố trí thiên la địa võng. Những thứ này bắt yêu nhân hai mắt xích hồng, trên người tràn đầy khí tức khát máu. Bọn hắn mới là hủy diệt bích thủy các chân chính thủ phạm. Tống Thư Hàng nhìn về phía bên người hai cái sở các chủ ý thức. Lúc này, hai cái sở các chủ ý thức gần như đồng thời hai mắt nhắm lại. Cái này 3.000 bắt yêu nhân, là bọn hắn chân chính ác mộng. Mỗi một hồi từ bích thủy các hủy diệt trong cơn ác mộng lúc thức tỉnh, bọn hắn đều sẽ nhớ lại cái này từng khuôn mặt. Lúc trước, tại hướng Tống Thư Hàng giảng giải bích thủy các lịch sử lúc, sở các chủ đều tận lực nhảy qua cái này khâu. Đơn giản là cái này khâu, đối nàng mà nói, quá mức tàn khốc. Ta hiểu được, vậy liền trực tiếp giao cho ta xử lý đi, Tống Thư Hàng quan tâm nói. Thủ đoạn tàn khốc, hoặc là các loại thiết hận báo thù thủ pháp, ở thời điểm này đều không thích hợp.
Quá lãng phí thời gian. Đối hai cái sở các chủ ý thức tới nói, cái này 3.000 người, chỉ cần thần hình câu diệt, càng nhanh càng tốt. Tống Thư Hàng quay người nhắm ngay tây đơn thuốc hướng, xòe bàn tay ra, sau đó hoãn hoãn một nắm. 3333. Lấy cái kia cánh tay dài đầy ma nhãn tu sĩ trẻ tuổi cầm đầu, 3.000 bắt yêu nhân thân thể hóa thành huyết vũ, thần hồn cũng không có thoát đi, trực tiếp vỡ nát. Nhưng huyết vũ còn chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung liền bị xóa đi, từ căn nguyên bên trên triệt để xóa đi. Giờ khắc này trở đi, không ai có thể nhớ kỹ sự tồn tại của bọn nó. Liền thiên đạo cũng không thể. Hai vị sở các chủ giữa lông mày thần sắc giãn ra. Trong các nàng tâm chấp niệm tại thời khắc này, bị xóa đi còn thừa lại cái kia một điểm nhỏ chấp niệm, tại trở về năm 2020 về sau, chờ bích thủy các thành viên từng cái phục sinh, liền sẽ triệt để hóa giải. Tạ ơn, sở các chủ nói khẽ. Không khách khí, sở thay thế Tống Thư Hàng đáp. Tống Thư Hàng, đây là ta lời kịch. Ngẫu nhiên cũng cho ta nói câu lời kịch đi. Tống Thư Hàng cảm thán nói, ta hiện tại thế nhưng là siêu thoát thiên đạo tồn tại a. Vì cái gì? Sở hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, chứng trạc đàng hoàng hồi phục, bởi vì ta có thể nghịch chuyển thời gian. Sau đó trở về đem bản thân lời kịch cướp về. Ngây thơ, sở các chủ dở khóc dở cười, nếu như tại năm 2020 hiện thế, nàng ngốc mau đã một roi quất vào Tống Thư Hàng sọ não lên. Bất quá! Có thể thấy cảnh này, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Sở các chủ khẽ thở dài. Trước đây thật lâu, nàng khả năng làm qua tương tự mộng cảnh. Nhưng dĩ vãng mộng tỉnh về sau, lưu lại bi thương. Hiện tại, lại hoàn toàn khác biệt. Không cần khách khí, lần này, Tống Thư Hàng nắm chặt cơ hội đem trước lời kịch bổ sung. Sở, cái thế giới này bích thủy các sẽ an ổn tồn tại xuống dưới, nơi này sở Quỳnh Quỳnh cũng sẽ như các ngươi mong muốn, cùng bích thủy các cùng một chỗ thật tốt sống xuống tới. Tống Thư Hàng thu hồi thánh nhãn kim đan. Hắn quay người mặt hướng bích thủy các vị trí, cũng trong đám người khóa chặt lúc tuổi còn trẻ sở các chủ thân ảnh. Lúc tuổi còn trẻ sở Quỳnh Quỳnh, bề ngoài tuổi tác xen vào sở cùng sở các chủ ở giữa. Nàng chính một mặt mừng rỡ, hướng về phía Tống Thư Hàng dùng sức phất tay. Tống Thư Hàng về lấy một cái ấm áp, thành thục đáng tin tiếu dung. Đồng thời, hắn nhẹ giọng đối hai vị sở các chủ nói, muốn đi xuống xem một chút nàng sao. Thuận tiện nhìn xem lúc này bích thủy các. Có thể chứ, sở các chủ hiển nhiên rất tâm động, phía dưới bích thủy các thành viên đều là sống sờ sờ tồn tại, không phải chân thực huyễn tượng biến hóa ra tới. Vượt qua ngàn ngàn vạn vạn năm tuế nguyệt, lại tới đây, nếu như có thể mà nói, nàng muốn gặp một lần những ngày này đêm nhớ nghĩ đồng bạn, khoảng cách gần đi xem bọn họ một chút. Không có vấn đề, có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời. Hắn bắt đầu điều chỉnh cỗ thân thể này trạng thái, đem khí tức thu liếm, áp chế đến phổ thông tu sĩ tiếp xúc gần gũi cũng sẽ không phải chịu uy áp ảnh hưởng trình độ. Điều chỉnh hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng cất bước hướng bích thủy các bước đi. Thật lâu không ra sân Hắc Liên, nắm lấy cơ hội tại dưới chân hắn nở rộ ra, bộ bộ sinh liên. Từ khi Tống Thư Hàng nắm giữ không gian năng lực về sau, hắn đi đường phương thức trên cơ bản đều là nhấc chân hướng không gian đạp mạnh. Đá văng cổng không gian, trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Trên không trung hành tẩu loại sự tình này, đã có mấy tháng không nhúc nhích. Một khi quen thuộc không gian năng lực đi đường, người liền sẽ biến cá ướp muối đi tới, liền mấy bước đường đều không muốn đi. Hắc Liên nhìn lên đi không bằng Kim Liên như vậy chính khí, nhưng bộ bộ Hắc Liên vẫn như cũ có thể để Tống Thư Hàng hình tượng phân trở lên. Bích thủy các phòng ngự kết giới, không có ngăn cản Tống Thư Hàng thân hình. Hắn trực tiếp xuyên qua kết giới, lại không xúc phạm tới kết giới nửa phần. Mấy bước về sau, hắn đã đi tới tuổi trẻ sở Quỳnh Quỳnh trước mặt. Tống nhất, tuổi trẻ sở Quỳnh Quỳnh dẫn theo váy, nàng hai chân thon dài, mấy cái cất bước về sau, nhào về phía Tống Thư Hàng. Tại nàng cần nhất thời điểm, hắn tới. Mà lại, lấy vượt qua nàng tưởng tượng tư thái trở về, giải quyết tất cả vấn đề. Giờ khắc này, sở Quỳnh Quỳnh có rất nhiều lời nói. Muốn cùng Tống nhất giảng. Nàng đem tự thân tất cả cảm xúc, kịch liệt tình cảm, đều dung nhập vào cái này bổ nhào về phía trước bên trong. Có thể nói, là phong phú thân thể ngôn ngữ. Đối diện, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, duỗi ra hai tay. Sau đó hắn thói quen như là tiếp lý âm trúc một dạng,
nhẹ nhàng linh hoạt đem tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tiếp được, thuận tay trả cho nàng tới cái nâng cao cao. Tại Tống Thư Hàng đem Sở Quỳnh Quỳnh nâng cao cao một sát na kia, cả cái Bích Thủy Các đều yên lặng xuống tới. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Sở các chủ, Tống Thư Hàng bản thân cũng kịp phản ứng. Nhưng lúc này, tên đã trên dây, không phát không được. Hắn gượng chống lấy ra đầu, lại cho Sở Quỳnh Quỳnh bổ hai cái nâng cao cao, hoàn thành nâng cao cao tam liên. Sau đó, lại tận lực lấy tự nhiên nhất tư thái, biểu lộ, đem thiếu nữ Sở Quỳnh Quỳnh buông xuống. Buông lỏng, đừng hốt hoảng, biểu lộ muốn tự nhiên. Dạng này mới có thể tránh miễn xấu hổ. Điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, Tống Thư Hàng dùng ôn nhu nhất thanh âm nói, không cần sợ, hết thảy đã kết thúc, đã không sao, ta đến rồi. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh nhẹ gật đầu. Nàng rốt cục cảm giác đến trước mắt cái này Tống Nhất, có điểm gì là lạ. Mặt khác, nàng tựa hồ trên người Tống Nhất, ngửi thấy thuộc về mình hương vị. Ngửi ngửi, không sai, là mùi của nàng. Mà lại hẳn là tại Tống Nhất bên cạnh. Nàng nghi ngờ đánh giá Tống Thư Hàng chung quanh. Nhưng không có thứ gì. Là ảo giác sao? Là tồn tại ở giữa cộng minh sao? Rõ ràng nàng không thể nào thấy được hai vị Sở các chủ, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại sao? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Tống Nhất, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh có chút tung tăng mà hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngươi chừng nào thì biến lợi hại như vậy? Cảnh giới, vô địch thiên hạ. Tống Thư Hàng có điểm tâm hư nói. Trên lý luận, từ thiên đạo tốt nghiệp hắn, hoàn toàn chính xác có thể xưng là vô địch thiên hạ. Nhưng hắn bản thân rất có bức số, trước mắt hắn liền một cái đáng tin đại tiền bối cũng không tính, vô địch thiên hạ luôn cảm giác kém chút nội tại. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh. Đúng rồi, có thể cho ta hai sợi tóc sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh không có suy nghĩ nhiều, từ bản thân thật dài tóc dài bên trong lấy xuống hai cây. Đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận tóc dài về sau, ngón trỏ tại bên người tả hữu nhẹ nhàng điểm một cái, đem hai cái Sở các chủ ý thức đi vào đến hai cây tóc dài bên trên, hóa thân thành Sở Ngốc Mao ăn cùng Sở Ngốc Mao. Hai cây Sở Ngốc Mao rót vào linh hồn, biến rất sống động. Trong đó cây kia Sở Ngốc Mao ăn kinh nghiệm phong phú, thuần thục mọc rễ vào Tống Thư Hàng sọ não, múa may theo gió, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thậm chí còn có thể chủ động điều tiết bản thân độ dài, biến thành một cây dài ngắn vừa phải ngốc mao, dọc tại Thư Hàng sọ não bên trên. Đây là, ta, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh vô ý thức hỏi. Không sai, đây là trường sinh giả lông tóc Sở Ngốc Mao. Ta từng dùng nàng, đâm xuyên qua một cái trường sinh giả đại địch phòng ngự. Tống Thư Hàng kiêu ngạo vô cùng hướng tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh giới thiệu nói. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh một mặt mộng bức. Nhưng ngươi không cần hâm mộ, bởi vì tương lai ngươi cũng có thể giống như các nàng cường đại. Dù sao, bọn hắn chính là tương lai ngươi. Tống Thư Hàng mượn cơ, hướng Sở Quỳnh Quỳnh lộ ra tự thân tin tức. Tương lai, Sở Quỳnh Quỳnh hơi suy nghĩ một chút, rất mau đem tất cả manh mối hợp thành một đường, tương lai sao? Tống Nhất, ngươi cũng vậy sao? Đúng thế, Tống Thư Hàng ôn nhu nói, ta từ tương lai giáng lâm, vì chính là tại thời khắc này, có thể đuổi tới bên cạnh ngươi. Nói, hắn thuận tay cho tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tới lần một khối linh thạch ba cái sở đầu một cái. Kỳ thật, từ đã từng sở các chủ đầu đi vào hắn hạch tâm thế giới hoạt tuyển trở đi, hắn liền muốn làm như vậy. Nhưng không có cơ hội. Hiện tại, vừa vặn có thể tại tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh trên người, được đến thỏa mãn. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh không tương lai như vậy thành thục. Nàng đang nghe Tống Thư Hàng lời nói về sau, sớm đã bị cảm động đến rối tinh rối mù. Nếu như không phải bên cạnh có Bích Thủy các thành viên nhìn lấy, nàng đã sớm bổ nhào vào Tống Nhất trong ngực, cảm động đến khóc lớn. Ba sở các chủ ngốc mao hung hăng tại Tống Thư Hàng cách xác bên trên kéo ra, nhưng lại không làm gì được giờ đây Tống Thư Hàng sọ não. Tống Thư Hàng lưu luyến không rời buông ra Sở Quỳnh Quỳnh trên đầu bàn tay, đối sở các chủ ngốc mao nói, còn có một chút thời gian, các ngươi đi xem một chút hiện tại Bích Thủy các đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hai cây sở các chủ ngốc mao có chút điểm một cái, thi triển Bích Thủy Các độn pháp, tại cái này quen thuộc vừa xa lạ Bích Thủy Các bên trong xuyên thẳng qua lên. Lập tức liền muốn đi sao? Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh hỏi. Chúng ta đến từ tương lai, tại quá khứ thời gian, chỉ là một cái khách qua đường. Tống Thư Hàng trả lời,
Sở dĩ, ta lại ở tương lai chờ ngươi. Tương lai gặp nhau. Tương lai gặp, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tự tin nói, tương lai gặp lại lúc, ta nhất định đã là trường sinh giả. Ta tin tưởng ngươi, Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Lấy Sở các chủ tư chất, dù là không đi đi khô vinh sinh tử chi đạo, vẫn như cũ có thể bước ra cái khác con đường trường sinh tới. Điểm ấy, Tống Thư Hàng rất vững tin. Chờ Sở các chủ cùng Sở tại Bích Thủy các dạo qua một vòng trở về sau, Tống Thư Hàng một lần nữa mang theo ý thức của các nàng, ly biệt Bích Thủy các thành viên, thân hình cao cao lên không. Lên cao trên đường, Tống Thư Hàng ánh mắt tại Bích Thủy các một vị văn học nữ hài trên người đảo qua. Lúc này Diệp Tư sư tỷ chân chính bộ dáng so về sau muốn nhỏ rất nhiều a. Cũng đúng. Diệp Tư nhưng thật ra là Trình Lâm tiên tử dùng chuyển sinh năng lực, sinh ra lần nữa. Tống Thư Hàng về sau nhìn thấy nàng, nhưng thật ra là sau khi lớn lên nàng. Đi, Tống Thư Hàng đem tất cả Bích Thủy các thành viên khí tức, linh hồn ấn ký phục chế sau khi xuống tới, mang theo hai vị Sở các chủ ý thức, vượt qua thời gian, trở về đến năm 2020. Hai cây Sở ngốc mau tại vượt qua thời không quá trình bên trong, từ hư không bên trong bay xuống. Năm 2020 chư thiên vạn giới, bá giới. Tống Thư Hàng mang theo hai vị Sở các chủ giáng lâm nơi này. Sở luyện chế tai nạn cự quy xác, cùng trên đó cái kia hư ảo Bích Thủy các di chỉ cũng bị chuyển di tới. Tống A Đần tạo hóa tiên tử đồng thời trở về, nàng đã đem Lưu Ly thư sinh viên kia từ viễn cổ một mực bàn đến bây giờ hồn hạt đưa về Nho Gia. Đến tận đây, Nho Gia 13 kiếp tiên hoàn chỉnh trở về. Bất quá, 13 kiếp tiên hoàn bích trở về. Nhưng 13 kiếp tiên nhóm yêu thương nhất tiểu sư muội nhưng lại chạy. Lưu đều lưu không được. 13 vị Nho Gia ngốc ngốc cũng rất tuyệt vọng. Tạo hóa tiên tử khổ cực, Tống Thư Hàng đem tạo hóa tiên tử tiếp trở lại thánh nhãn kim đan bên trong. Sau đó, nơi này là bá giới sao? Sở đánh giá phương thiên địa này. Không sai, ta chuẩn bị dùng phục sinh thủ đoạn, khiến cho Bích Thủy các thành viên trùng sinh. Sau đó, ta có thể trên bá giới đồng dạng khu vực, để dùng cho ngươi trùng tạo Bích Thủy các, thế nào? Tống Thư Hàng đề nghị. Bá giới bên trên trước mắt còn thiếu khuyết cường lực nhân vật tỏa chấn. Tống Thư Hàng tự nhiên không muốn buông tha một vị hai thể Sở các chủ. Ta không ý kiến, Sở các chủ nói. Bích Thủy các không phải một chỗ hoặc kiến trúc, Bích Thủy các là một đám người. Chỉ muốn người vẫn còn, chỗ nào đều là Bích Thủy các. Như vậy, phục sinh đi. Bích Thủy các thành viên. Tống Thư Hàng xoái khí phất tay. Phất tay đồng thời, hắn nhanh chóng cho Thiên Đạo Bạch Tiền Bối phát cái tin. Bạch Tiền Bối, mời Viễn Trình trợ giúp ta một cái phục sinh trận pháp khung. Bạch Tiền Bối, muốn nhiều lớn. Tốt nhất là một hơi phục sinh tất cả Bích Thủy các thành viên lớn nhỏ. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Thiên Đạo là ta hậu trường, có sợ hay không? Ân, giải quyết, Bạch Tiền Bối trả lời. Một cái chói mắt phục sinh trận pháp, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bá tống bên cạnh thân. Bất quá, cái này quá trình, mọi người xem xét liền có thể biết, trận pháp này không phải bá tống chỉnh, mà là lão thiên ban cho. Bích Thủy các sự tình, xử lý thỏa đáng. Bạch Tiền Bối hỏi. Đúng vậy, hoàn mỹ giải quyết, quá khứ chấp niệm đã xong, kế tiếp là tương lai hy vọng. Tống Thư Hàng một bên hồi phục, một bên đem bản thân ghi chép lại Bích Thủy các thành viên ấn ký. Vùi đầu vào trận pháp bên trong. Lại dung nhập bản thân siêu thoát quy tắc lực lượng, vượt qua viễn cổ, tiến hành trong lịch sử thời gian khoảng cách dài đằng đẵng nhất phục sinh. Lần lượt từng bóng người, từ phục sinh trận bên trong hiển hiện. Tương lai lời nói, cùng đi chứ, Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, giờ đây đệ cửu thiên đạo là ta và ngươi, như vậy tương lai tử sở tại thời đại, thiên đạo là ai? Ta rất hiếu kỳ. Tống Thư Hàng nghe nói như thế lúc, trong lòng hơi động. Đúng a, tương lai tử sở tại trong thế giới kia, đệ cửu thiên đạo sẽ là ai chứ? Bình thường tới nói, thiên đạo tựa như là rất nhiều thời gian trường hà bên trong cố định tiết điểm tọa độ từ trước mắt quá khứ đến xem, bất kể là ở đâu đầu bên trong dòng sông thời gian, lịch đại thiên đạo đều không có cải biến. Thiên đạo tựa như là thời gian đại xu thế, rất nhiều thế giới chi tiết đều sẽ có cải biến, vô số chi tiết chồng chất liền sẽ hóa thành khác biệt cực lớn. Nhưng thiên đạo như là trụ cột vững vàng, vĩnh viễn không bao giờ cải biến. Nhưng tương lai từ vị trí cái kia thế giới, nhưng có chút dị trạng. Trước mắt, năm 2020 thời gian tiết điểm thiên đạo là Bạch Tiền Bối cùng hắn.
hắn đã vượt ra. Sở dĩ, đệ cửu thiên đạo hẳn là Bạch Tiền Bối mới đúng. Nhưng là, tương lai từ vị trí trong thế giới kia, Bạch Tiền Bối đã rời đi, sở dĩ, tương lai từ thế giới bên trong thiên đạo khẳng định không phải Bạch Tiền Bối. Muốn đến nhất định là đáng tin tương lai đại bá Tống, nợ tiền không đủ nhiều. Tống Thư Hàng ở trong lòng âm thầm tổng kết nói. Lần trước hắn tại nhím biển thời gian Trường Hà tiếp xúc đến tương lai tử thế giới đại bá Tống lúc, biết được cái kia đáng tin đại bá Tống, cứ nhiên lấy sức một mình, hoàn lại thiếu Bạch Tiền Bối hơn phân nửa linh thạch. Lúc đó Tống Thư Hàng đơn giản không dám tưởng tượng. Đây là người có thể làm sự tình sao? Tống Thư Hàng không cách nào tưởng tượng bản thân tại tấn thăng thiên đạo trước, dựa vào chính mình một chút xíu tích lũy tiền, sau đó một mình hoàn lại Bạch Tiền Bối linh thạch hình ảnh. Ngươi cho rằng ngươi thiếu Bạch Tiền Bối chính là linh thạch? Không, đây không phải là linh thạch, đó là nhân quả. Là Bạch Tiền Bối cùng ngươi ở giữa thâm hậu nhân quả. Phần này nhân quả càng lớn, Bạch Tiền Bối mới sẽ không rời đi. Mà lại, đồng dạng là bá tống, vì cái gì ngươi không chỉ có thể dựa vào, còn có thể tích lũy tiền? Liên Viễn Cổ ngôn ngữ đều học đặc biệt trượt. Đại bá tống quả thực là Tống Thư Hàng trong tưởng tượng hoàn toàn thể. Ưu tú, đáng tin, có tiền, bị các đồng bạn tin cậy. Bất quá, Tống Thư Hàng cũng không hâm mộ đại bá Tống bởi vì hắn ỷ lại lấy tất cả tiền bối, ỷ lại lấy một thân vật trang sức, đồng dạng rất thơm. Tỷ như hiện tại, dù là hắn đã vượt ra, muốn bản thân chỉnh một cái phục sinh trận pháp kỳ thật cũng không khó, học được cũng liền vài phút sự tình. Nhưng hắn vẫn là có thể ỷ lại thiên đạo Bạch Tiền Bối. Đây chính là hắn thiếu Bạch Tiền Bối nhiều tiền như vậy còn không đi hoàn lại nguyên nhân. Đi, Bạch Tiền Bối. Cái kia đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tiến về tương lai tử thế giới đang ở. Ta ngược lại muốn xem, là ai tại đệ cửu thiên đạo sự kiện bên trên tác yêu thiêu thân. Tống Thư Hàng trả lời. Cùng Bạch Tiền Bối ước định cẩn thận về sau, hắn lại hợp trưởng nhẹ nhàng vỗ. 3. To lớn phục sinh trận pháp quang huy tản ra. Sở Quỳnh Quỳnh quen thuộc bích thủy các thành viên cái này đến cái khác từ phục sinh trận pháp bên trong đi ra. Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, chính bản Sở Quỳnh Quỳnh ngốc mau như bắn lò xo một dạng cuốn lên, biểu hiện ra nội tâm của nàng kích động cảm xúc. Váy đen sở sớm đã ướt hốc mắt, từng khỏa chân quý trường sinh giả nước mắt, không ngừng từ nàng trong hốc mắt rơi xuống, thuận nàng vô cùng mịn màng gương mặt nhỏ xuống. Vui vẻ nước mắt nhỏ xuống tại bá giới mặt đất. Trong nháy mắt liền hóa ra một cái lấp đầy linh khí ao mà lại, theo sở nước mắt không ngừng nhỏ xuống, cái này ao diện tích còn tại không ngừng mở rộng, có muốn mở rộng thành hồ nước dấu vết. Tống Thư Hàng kém chút liền bản năng muốn đi, đem những thứ này trường sinh giả nước mắt tiếp lên tốt tại hắn kịp thời nghĩ đến mình đã là siêu thoát thiên đạo tốt nghiệp người. Nếu quả thật muốn trường sinh giả nước mắt lời nói, đi tìm Hà Chỉ Ma Đế đánh một trận là được. Không cần ở thời điểm này đi tiếp sở nước mắt. Phá hư bầu không khí. Đây chính là cảnh giới cao, tâm tính tự nhiên cũng liền biến. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, đây cũng là một loại thành thục biểu hiện. Phục sinh trận pháp bên trong, phục sinh bích thủy các thành viên, vô luận nam nữ già trẻ, từng cái từ từ mở mắt. Bọn hắn từ viễn cổ tuế nguyệt bên trong bị triệu hồi, bị một lần nữa rót vào linh hồn. Mà trí nhớ của bọn hắn, còn dừng lại tại bích thủy các bị hủy diệt tuyệt vọng thời khắc. A, à, ta không phải đã chết rồi sao? Một vị thân mang váy hoa tiên tử nghi ngờ duỗi ra hai tay, nhìn lấy chính mình trắng noãn bàn tay, mà lại, ta cái này váy là chuyện gì xảy ra? Ta từ không mặc váy nha. Tại nàng bên cạnh, một vị thân mang tây trang tu sĩ cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình quần áo trên người, đây là cái gì trang phục? Hiển nhiên, trên người bọn họ quần áo không phải nguyên trang. Phục sinh bích thủy các thành viên. Theo lý mà nói đều là trụi lùi. Dù sao phục sinh trận pháp, không có khả năng liền y phục cũng phục sinh. Những thứ này quần áo, là tỉ mỉ Bạch Tiền Bối tiện tay dùng thiên đạo quyền hạn lâm thời chế tác, bổ sung. Dù sao, tại cái này cảm nhân khắc, phục sinh một đám trụi lùi bích thủy các thành viên, có chút phá hư bầu không khí. Đây mới thực sự là đáng tin, thành thục, tinh tế tỉ mỉ Tiền Bối. Ta không phải đã chết rồi sao? Bích thủy các đâu, các chủ đâu, những cái kia chết tiệt bắt yêu nhân ở đâu. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Các chủ ngươi đi trước. Đường hầm chạy trốn, đem đệ tử trẻ tuổi đưa vào đến đường hầm chạy trốn. Mở to mắt sau bích thủy các thành viên,
hò hét ầm ĩ một mảnh, tràng diện một lần phi thường hỗn loạn. Các chủ, là các chủ, xuyên thành Trung Quốc bé con Kim Đồng Ngọc Nữ, xa xa liền nhìn thấy đang khóc sở. Kim Đồng Ngọc Nữ là Sở Quỳnh Quỳnh thiếp thân đồng tử, phụ trách chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày, cùng Sở Quỳnh Quỳnh thân cận nhất. Các chủ, người làm sao khóc à nha? Kim Đồng Ngọc Nữ nhanh chóng dẫm lên nước hồ, chạy đến Sở bên cạnh, duỗi ra tiểu thủ thay nàng lau đi nước mắt. Nhưng các nàng phát hiện, các chủ nước mắt thật nặng, rơi trên tay các nàng lúc, cổ tay của bọn hắn bị đè xuống nước mắt lại nhỏ xuống trong hồ. Dưới chân hồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến to lớn lên. Thật là lợi hại. Kim Đồng Ngọc Nữ hai mắt sáng lên. Các chủ biến thật là lợi hại, nước mắt cứ nhiên có thể biến thành hồ nước. Đây là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Sở duỗi tay, nhẹ nhàng đem Kim Đồng Ngọc Nữ ôm lấy. Tạ ơn, nàng lần này, lớn tiếng đối bên cạnh Tống Thư Hàng nói. Trong lòng sau cùng cái kia chút điểm chấp niệm, theo Bích Thủy các thành viên trở về, rốt cục triệt để buông xuống. Hiện tại còn muốn ta trên cổ đầu người không? Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói. Hắn còn nhớ rõ, đến mấy lần, Sở lặng lẽ leo đến ngủ say hắn bên giường, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của hắn, phảng phất tại nhìn lấy đầu của hắn dưa quen không quen. Người cái này người, làm sao không có chút nào nhìn bầu không khí? Sở nín khóc mỉm cười. Lê Hoa Đái Vũ lại cười tươi như hoa. Ngươi là ai? Kim Đồng Ngọc Nữ cảnh giác nhìn qua đứng ở các chủ bên người nam nhân xa lạ. Không phải Bích Thủy các người. Hắn là ta người trọng yếu nhất. Sở nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Đồng Ngọc Nữ, an ủi. Nhưng Kim Đồng Ngọc Nữ đối Tống Thư Hàng càng thêm cảnh giác lên, cái này rất có thể là muốn lừa gạt đi bọn hắn các chủ đối tượng, phòng bị tăng cường. Lần đầu gặp, không đúng. Trên thực tế ta phải cùng các ngươi không phải lần thứ nhất gặp, mặc dù các ngươi không có khả năng nhớ kỹ ta. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng nói, lũ tiểu gia hỏa, ta lại cho các ngươi biến cái ma thuật thế nào? Cái gì ma thuật? Kim Đồng Ngọc Nữ nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng duỗi tay nắm lấy trên đầu Sở ngốc mao, dùng sức nhổ một cái. Sau đó, nguyên bản ghé vào hoạt tuyền bên bờ, đang cúi đầu vụng trộm thúc thít thành thục Sở Quỳnh Quỳnh đầu. Bị Tống Thư Hàng mang ra, đè vào đỉnh đầu của mình. Hình ảnh một lần phi thường kinh dị. Kim Đồng Ngọc Nữ. Hai đứa bé, bị dọa phát sợ. Tống Thư Hàng cũng không phải có chủ tâm muốn dọa Kim Đồng Ngọc Nữ. Hai tiểu gia hỏa này, năm đó thế nhưng là rất chiếu cố hắn, mặc dù là sợ các chủ chân thực huyễn tượng bên trong sự tình, nhưng Tống Thư Hàng đối cái này hai tiểu gia hỏa rất có hảo cảm. Hắn vốn là muốn đem vụng trộm thúc thít Sở Quỳnh Quỳnh từ hạch tâm thế giới hoạt tuyển bên trong mang ra. Bích Thủy các tất cả trở về sự, nàng không cần thiết trốn ở hắn hạch tâm thế giới bên trong lặng lẽ khóc, mà là phải cùng Sở một dạng, thỏa thích đi nghênh đón thuộc về các nàng hạnh phúc. Bất quá tại hành động đến một nửa lúc, hắn nhớ tới một sự kiện. Sở các chủ một mực tại hắn hoạt tuyển bên trong ngâm, thân thể còn không chuẩn bị kỹ càng đi ra, các loại trên ý nghĩa chưa chuẩn bị xong. Chí ít vẫn phải cho nàng một người mặc ăn mặc thời gian. Sở dĩ, chỉ làm thành trước mắt cái này phi thường kinh dị hình ảnh. Muốn không để thời gian đảo lưu một chút, Tống Thư Hàng trong đầu phù qua như thế cái suy nghĩ, dù sao có chút xấu hổ. Các chủ, hắn đối với ngươi làm cái gì? Các chủ, đây cũng là các chủ, Kim Đồng Ngọc Nữ dọa sợ. Nam nhân này đối các chủ làm cái gì? Vì cái gì chúng ta các chủ đầu lại ở cái kia? Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu Sở Quỳnh Quỳnh, thở dài, thật là, hành động trước, liền không thể trước cùng ta nói một tiếng. Dứt lời, cánh tay của nàng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu duỗi ra, lau đi khóe mắt nước mắt. Buông ra ta, chính ta đi ra, Sở Quỳnh Quỳnh nói. Kỳ thật, tại Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo thời điểm, nàng liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nàng sở dĩ một mực phao trong hoạt tuyền không ra. Thứ nhất là vì triệt để vững chắc thân thể của mình hình thái, thứ hai, là bởi vì nội tâm của nàng còn rất phức tạp. Bất quá lần này, Bích Thủy các thành viên toàn bộ phục sinh, nàng nhất định phải đi ra một chuyến. Đây là nàng vô số lần, nằm mơ mới có thể mơ tới tràng cảnh. Nàng không có lý do bỏ lỡ thời gian này. Tống Thư Hàng buông hai tay ra. Sở các chủ cả người từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu hạch tâm thế giới xuất khẩu bên trong chui ra. Trên người nàng đã mặc xong tiên thường, còn bổ sung một hạt thể lỏng béo cầu biến thành áo choàng. Hai cái sở các chủ, một thiếu nữ, một cái thành thục.
lại một cái các chủ. Sau lưng Bích Thủy các thành viên, đều nhìn ngây người. Các chủ, vì cái gì có hai cái? Kim Đồng Ngọc Nữ hỏi tất cả Bích Thủy các thành viên nghi ngờ trong lòng. Việc này, ta một hồi lại giải thích. Tóm lại, ta trở về. Sở Quỳnh Quỳnh cước đạp thực địa, lên tiếng nói. Đồng thời, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân cứ nhiên có chút không quen loại này cước đạp thực địa cảm giác quen thuộc thật sự là kiện chuyện đáng sợ. Rõ ràng chỉ là thời gian mấy tháng, nàng tựa hồ đã thành thói quen ngâm mình ở trong nước. Dừng một chút sau. Chúng ta Bích Thủy các cũng quay về rồi. Sở Quỳnh Quỳnh tiếp tục nói. Tất cả Bích Thủy các thành viên, ổn định lại tâm thần, nhìn qua hai vị sở các chủ, không có tranh chấp, nói cách khác, cũng không có mâu thuẫn vấn đề. Viễn cổ thời đại, đã kết thúc cực kỳ lâu. Nếu như, cự ly đã từng Bích Thủy các hủy diệt, đã qua một cái thiên đạo luân hồi. Sở Quỳnh Quỳnh nói, trước kia Bích Thủy Các, bị hủy. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ trùng kiến một cái mới Bích Thủy Các. Nguyên lai không phải là ảo giác, chúng ta thật sự chết qua một lần. Vậy chúng ta bây giờ, là sống lại. Các chủ, Bích Thủy Các thành viên, chớp mắt bên trong liền hiểu được. Những năm gần đây, các chủ vì phục sinh bọn hắn, vì trùng kiến Bích Thủy Các, nhất định ăn thật nhiều rất nhiều khổ a. Các chủ, Bích Thủy Các không có ở đây không quan hệ, chúng ta trùng kiến một cái là được. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, Kim Thủy Các, Ngân Thủy Các, cũng không quan hệ. Bích Thủy Các thành viên, từng cái nổi lên tinh thần. Hậu phương, Tống Thư Hàng mỉm cười. Sau đó hắn mở miệng nói, ta nói, cái này bá giới bên trong, muốn sinh ra niên phân sung túc, lấp đầy linh lực cây cối tới. Vừa dứt lời, tại Bích Thủy Các thành viên cách đó không xa, có một mảng lớn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ này cây cối dã man sinh trưởng, trong nháy mắt liền trở thành cao vút trong mây đại thụ, mỗi một gốc bên trên còn tràn đầy linh lực, trở thành trùng kiến Bích Thủy Các tốt nhất vật liệu. Ta nói, cái này bá giới bên trong, muốn sinh ra nhiều loại chân quý khoáng thạch cùng linh mạch, tẩm bổ chúng sinh. Tống Thư Hàng tiếp tục mở miệng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác dưới chân đại địa đang phát sinh chuyển biến. Có linh mạch từ lòng đất lăng không sinh ra, cái này linh mạch to lớn dù là phóng tới viễn cổ thời đại, đều không thể coi thường, thuộc về đại môn phái mới có tư cách nắm giữ cấp bậc. Không chỉ có như thế, tại bên rừng rậm bên trên, càng là sinh ra rất nhiều chân quý khoáng thạch, phong phú tài nguyên khoáng sản tài nguyên càng là trực tiếp bại lộ trên mặt đất, lập lòe tỏa sáng. Sở trong ngực Kim Đồng Ngọc Nữ, miệng há lão đại, ngốc ngốc nhìn qua các chủ bên người nam nhân này. Ngôn xuất pháp tùy. Trước đó, các chủ rơi lệ trở thành hồ nước, đã làm hai thằng nhóc cảm giác đến chấn kinh, cảm giác vượt quá tưởng tượng. Mà nam nhân này, mở miệng thức thành hiện thực. Hắn tựa như là tại mệnh lệnh chư thiên vạn giới, hắn nói cái gì liền thực hiện. Đơn giản tựa như là có thể thực hiện mọi người nguyện vọng như thần. Ta nói, lấy hồ này làm đầu nguồn, sẽ sinh ra 12 đầu linh hà cùng rất nhiều chi mạch, quay chung quanh mảnh đất này, cuồn cuộn không dứt. Tống Thư Hàng cuối cùng lại nói, lấy hai vị sở các chủ nước mắt biến thành hồ nước làm khởi nguyên, sinh ra từng đầu linh hà, lấp đầy phiến đại địa này Bích Thủy Các, nguyên bản là xây dựng ở linh hà bên cạnh. Đây là Tống Thư Hàng vì trùng kiến Bích Thủy Các, chế tạo căn cơ. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể dùng một câu, liền đem nguyên bản Bích Thủy Các tái hiện. Nhưng làm như vậy ngược lại không mỹ. Bị hủy diệt Bích Thủy Các, từ Bích Thủy Các phục sinh thành viên lần nữa tự tay thành lập, mới càng có ý nghĩa. Mà lại, vừa phục sinh Bích Thủy Các thành viên, nội tâm bao nhiêu còn sẽ có chút mê mang. Trùng kiến Bích Thủy Các, chính là bọn hắn chân chính trùng sinh một cái quá trình. Thật là lợi hại, Kim Đồng Ngọc Nữ tiếng hoan hô nói. Đây mới thật sự là làm các nàng vui vẻ ma thuật. Hai thằng nhóc, đối bá Tống độ thiện cảm. Tạ ơn, Sở Quỳnh Quỳnh thấp giọng nói. Không khách khí, lần này, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử cùng một chỗ lóe lên, chăm miệng một lời đáp. Tống Thư Hàng duỗi tay, đưa các nàng lấp trở về. Sau đó, hắn lại đưa tay, đem một cái trở lại hoạt tuyển ấn ký giao cho Sở Quỳnh Quỳnh, thuận tiện nàng tại thân thể không đúng lúc, kịp thời trở về hạch tâm thế giới hoạt tuyển tiếp tục dưỡng sinh. Đồng thời, lại đem cây kia vật trang sức sở các chủ ngốc mau thu tới, cắm đến trên đầu mình. Đem Bích Thủy Các trùng kiến, sau đó làm nó biến càng mỹ lệ hơn đi, thiếu cái gì tự cùng ta nói. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Linh thạch ngoại trừ,
Công đức xà mỹ nhân nói bổ sung. Tống Thư Hàng, chúng ta sẽ trùng kiến tốt Bích Thủy Các, đến lúc đó, ngươi có thể tới chân chính Bích Thủy Các, mà không phải hư ảo. Sở nhoẻn miệng cười. Ta chờ, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng khoát tay, thân hình dần dần nhạt đi. Kim Đồng Ngọc Nữ lần nữa lại mắt tỏa sáng. Loại này thủ đoạn, hiển nhiên lại làm các nàng mở rộng tầm mắt. Thiên đạo thứ nguyên bên trong. Bạch Tiền Bối đã đợi chờ thời gian dài. Ta tới, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng thân hình hiển hiện. Như vậy, lên đường đi, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Trạm tiếp theo, là tương lai tử thế giới. Tương lai tử, người đáng tin Tống Tiền Bối, đến rồi. Tương lai, đó là cái màu xám làm chủ giai điệu thế giới. Tóc ngắn thông nương, dẫm lên giày cao gót, hai tay xoái khí đút túi, xoái khí tiến lên. Lúc này nàng xem ra, khôn khéo có thể làm, khí chàng cường đại, hoàn toàn không có trước kia cái chủng loại kia manh xuẩn cảm giác. Sau lưng thông nương cách đó không xa, một đầu to lớn linh điệp nhẹ nhàng phe phẩy cánh, duy trì tầng trời thấp phi hành. Tương lai tử ngồi ở to lớn linh điệp bên trên, tóc thật dài che đậy lấy nửa bên gò má, cả người nhìn lấy có chút mỏi mệt. Nàng bộ dáng biến hóa không lớn, vẫn như cũ cùng mấy ngàn năm trước không sai biệt lắm, nhưng khí chất lại biến rất rất nhiều. Cái này tương lai thời gian điểm, biến hóa không chỉ Tống Thư Hàng một người. Phía trước, thông nương vừa đi vừa dặn dò, không phải ta nói ngươi, Vũ Nhu Tử, ngươi bây giờ trạng thái thân thể, thật sự không cần sử dụng thời gian chi lực. Ngươi gần nhất tấp nập sử dụng thời gian lực lượng, đại giá quá lớn. Tương lai tử nhắm mắt. Suy yếu đáp lại một tiếng, thật có lỗi thông nương, bất quá, đây là một lần cuối cùng. Tóc ngắn thông nương nhíu mày, bất mãn nói, ta mỗi lần như thế cùng ngươi nói lúc, ngươi cũng là như thế trả lời ta. Nàng xoay đầu lại, nghĩ đến lần này nhất định phải nghiêm túc trách cứ bên dưới Vũ Nhu Tử, không thể để cho nàng nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy yếu đuối đến gần như sắp muốn từ to lớn linh điệp bên trên rớt xuống Vũ Nhu Tử, thông nương trong lòng một mềm. Được rồi, ta vô luận nói bao nhiêu lần, ngươi cũng nghe không vào. Ta cũng không phải muốn ngăn cản ngươi sử dụng thời gian lực lượng, nhưng là... chí ít ngươi phải chú ý tiết tấu, không nên thương tổn đến thân thể của mình. Tóc ngắn thông nương thở dài nói. Nàng cảm giác mình đều nhanh muốn trở thành Vũ Nhu Tử lão mụ tử, vì nàng thao nát tâm. Thật là một lần cuối cùng, ta cam đoan đát, tương lai tử xinh đẹp con ngươi có chút mở ra, lộ ra một cái nho nhỏ tiếu dung. Ta lần này, thấy được Tống Tiền Bối sắp chứng đạo bất hủ, thật nhanh đâu, rõ ràng chỉ là thời gian mấy tháng. Tóc ngắn thông nương bộ pháp không tự chủ được chậm một chút, sách, ta sau khi biến mất, Tống Lão Bản còn duy trì một tháng nhất phẩm thăng cấp tiết tấu sao? Thật sự là trí nhớ xa xôi. Cái này thời đại đại bá Tống, mặc dù cũng là Tống Thư Hàng, mà lại càng thành thục hơn, đáng tin. So với trong trí nhớ cái kia Tống Thư Hàng đến, phải ôn nhu nhiều lắm. Là chân chính tốt lão bản nhân tuyển. Thế nhưng là, cái này thành thục bá Tống quá đáng tin cậy đến làm cho người đều không nỡ đối với hắn phát cáu. Đại bá Tống thật là tốt, nhưng thông nương vẫn là sẽ hoài niệm 2019 năm thời đại, cái kia không đáng tin cậy Tống lão bản. Hoặc là nói, là hoài niệm thời đại kia bởi vì khi đó nàng, sự tình gì đều không cần quan tâm, có thể giống cá ướp muối một dạng còn sống. Thời đại kia, Tống Thư Hàng tại, Bạch Tiền Bối tại, Bạch Tiền Bối cũng tại, Cửu Châu Nhất Hào quần Tiền Bối đều tại. Hạch tâm thế giới bên trong càng có sở mỹ nhân, hạch tâm tiểu trợ thủ các loại Tống Thư Hàng vật trang sức bồi tiếp nàng, thời gian không có chút nào nhàm chán. Nếu như nàng cũng giống như Vũ Nhu Tử có thể trở lại quá khứ lời nói, có lẽ cũng sẽ nhịn không được, một lần lại một lần lặng lẽ trở lại quá khứ, đi xem một chút thời đại kia a. Ta tại cuối cùng. Muốn thoáng suy nghĩ nhiều nhìn một chút khi đó các tiền bối, sở dĩ tại thời đại kia lưu lại thời gian lâu dài một chút xíu, mới có thể lộ vẻ như thế mỏi mệt. Tương lai tử duỗi tay vung lên trước mặt tóc dài, lộ ra tuyệt mỹ nhan trị, nhỏ giọng đối thông nương bảo đảm nói, nhưng ta hướng ngươi thề, lần này tuyệt đối là một lần cuối cùng á. Hướng ta thề, sau đó lời thề xảy ra vấn đề lời nói, muốn rơi chính là ta ngọn hành sao. Thông nương ngón tay xoái khí câu qua bản thân tóc ngắn. Ngươi không thấy được, vì ngăn cản ngươi tiếp tục phát vô dụng thề, ta đem ngọn hành đều vuốt bình sao. Thật xin lỗi, tương lai tử quả quyết xin lỗi. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, có thể hay không sửa lại cũng không biết. Được rồi,
Đi thôi, đi xem Tống lão bản, hắn lần bế quan này đã có tiếp cận ngàn năm đi. Cũng là thời điểm đi ra, thiếu ta lâu như vậy tiền lương, cũng nên cho ta kết toán bên dưới á. Thông Nương mở ra hai chân, nhanh chân hướng về phía trước. Trong đầu, nghĩ đến giống như kiểu trước đây, thường cách một đoạn thời gian liền đến đại bá Tống bế quan địa phương, vỗ vỗ môn, nhìn xem phản ứng. Nếu như không phản ứng, nàng và Vũ Nhu Tử liền sẽ rời đi. Quá trình này, đã kéo dài hơn mấy trăm năm. Lần này, Thông Nương nội tâm kỳ thật đối đại bá Tống xuất quan, cũng không ôm chờ mong. Cái này mấy ngàn năm nay, đại bá Tống thường xuyên bế quan. Cảm giác lần này không bế đủ ngàn năm, liền sẽ không đi ra. Ầm ầm, nương Thông Nương muốn đi lên gõ cửa thời điểm, nặng nề bế quan có đại môn lại bản thân mở ra. Sau đó, cái kia thành thục đáng tin, trên mặt ôn nhu tiếu dung, chỉ là diện mạo có chút già trước tuổi đại bá Tống, từ chỗ bế quan dậm chân mà ra. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Đại bá Tống dùng thanh âm ôn nhu nói. Anh Tuấn Thông Nương sững sờ ở nguyên địa, đối với đột nhiên xuất quan bá Tống, nàng ngược lại không biết muốn làm sao đi phản ứng. Tống tiền bối, người rốt cục xuất quan. Sau lưng, Tương Lai Tử nhẹ nhàng từ linh điệp bên trên nhảy xuống. Hừm, lần bế quan này, thoáng lâu một số. Ôn nhu đại bá Tống nhếch miệng lên, hắn khẽ ngẩng đầu nói, thật có lỗi, xin tha thứ ta, đem tất cả áp lực cùng gánh nặng đều giao cho ngươi. So sánh dưới, ta thực sự có chút vô dụng. Tóc ngắn Thông Nương nghi ngờ nói, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngươi rõ ràng là ta trong giấc mộng chung cực thể a. Lúc này, hư không bên trong, có một thanh âm đáp lại nói. Là Tống Thư Hàng thanh âm, nhưng lại càng trẻ trung, càng có uy nghiêm. Ôn nhu, đáng tin. Có thể tích lũy linh thạch. Sẽ viễn cổ ngôn ngữ. Còn có thể bế trường quan. Tống Thư Hàng trong tưởng tượng bản thân đáng tin đại tiền bối hình tượng, ở cái này đại bá Tống trên thân cơ hồ là hoàn mỹ hiện ra. Nếu như nói đây là vô dụng lời nói, vậy mình cho tới nay truy cầu tính là gì? Tiếp đó, liền toàn bộ giao cho ta đi. Hư không bên trong, Tống Thư Hàng thanh âm tiếp tục nói. Giao cho ngươi, Thư Hàng. Đại bá Tống nhắm mắt lại, nói khẽ. Thoại âm rơi xuống. Ôn nhu đại bá Tống, khí chất phát sinh biến hóa to lớn. Thân hình của hắn tựa hồ cất cao một chút, cả người nhìn, phảng phất đứng thẳng lên lên đây là tinh thần cấp độ bên trên chuyển hóa. Nguyên bản đại bá Tống cơ hồ muốn bị hiện thực gánh nặng đè sập, nhưng lúc này tất cả gánh nặng đều bị xóa đi. Đồng thời, có một loại nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn toát ra tới. Diện mạo biến hóa không lớn, nhưng cả người nhìn càng trẻ trung. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo đáng tin tiếu dung. Nụ cười đường cong cũng không hề biến hóa nhưng chính là rất kỳ quái, lúc này nụ cười này, cho người ta một loại lãng lãng cảm giác. Không sai được, đây là tam lãng bệnh nặng chứng người bệnh biểu tượng. Chỗ bế quan bá Tống, mở to mắt. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt đó, hắn bộ mặt biểu lộ phảng phất là sống đi qua. Cả khuôn mặt, đều biến thành có thể đọc trạng thái. Thông Nương há to miệng, ngốc ngốc nhìn qua biến hóa Tống Thư Hàng, một mặt chấn kinh. Đã lâu không gặp, Thông Nương. Tống Thư Hàng hướng phía Thông Nương cùng Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay, lại nói, ta tới, Tương Lai Tử. Tương Lai Tử nguyên bản bị phật lên tóc dài lần nữa rủ xuống, Tống tiền bối. Ngàn năm chờ đợi, tại lúc này, rốt cục có đáp lại. Ân, là ta, Tống Thư Hàng còn chưa mở miệng, hắn bộ mặt biểu lộ, đã hướng đại gia truyền lại như thế một cái tin tức. Vũ Nhu Tử cúi đầu đầu, thấy không rõ nàng lúc này biểu lộ. Rõ ràng vừa mới cùng vừa muốn chứng đạo bất hủ Tống tiền bối tách ra, hiện tại lại lập tức gặp được Tống tiền bối, luôn cảm giác có chút kỳ diệu đát. Tương Lai Tử đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Rủ xuống tóc dài ngăn trở dung nhan của nàng, để cho nàng có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Sau đó, nàng liền có thể dùng đẹp mắt nhất tiếu dung, tới đón tiếp vượt qua thời không mà đến Tống tiền bối. Không chỉ là ta, còn có Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nói ra. Siêu thoát về sau, hắn có thể mang theo những người khác ý thức vượt qua thời không. Mà Bạch tiền bối thì càng đặc thù. Bạch tiền bối bản thân đã là bất hủ thiên đạo, lại thêm hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa, có càng sâu liên hệ lẫn nhau ở giữa đều có đối phương tồn tại. Tại loại này tính chất đặc thù tác dụng dưới, đương Tống Thư Hàng xác định thời gian tiết điểm tọa độ về sau, Bạch tiền bối có thể mượn nhờ Tống Thư Hàng lực lượng, hình chiếu ra một bộ có được thực thể hóa thân.
Tống Thư Hằng bắt đầu kích thích quy tắc, chuẩn bị đem bạch tiền bối hóa thân mang ra. Thư Hằng, thật là ngươi sao? Đối diện, tóc ngắn thông nương tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, nàng vui vẻ kêu. Nhưng vui vẻ xong, thông nương đột nhiên lại cúi đầu xuống. Thậm chí nàng còn lui về phía sau mấy bước, cùng Tống Thư Hằng kéo ra một khoảng cách. Tống Thư Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thông nương cái này lui lại tiểu động tác, khiến cho hắn có chút hít thụ thương. Nàng đây là làm gì? Trong lúc đang suy tư, thông nương đột nhiên tăng tốc độ, hướng phía Tống Thư Hằng dùng sức vọt đến nhìn, nàng tựa hồ là muốn đầu nhập Tống Thư Hằng trong ngực. Thì ra là thế. Là bởi vì thật lâu không gặp, thông nương rốt cục muốn cùng bình thường yêu sủng, hướng lão bản vung cái kiểu sao. Tống Thư Hằng ngầm hiểu, lộ ra ta hiểu biểu lộ. Bởi vì cũng có trước tuổi trẻ sở quỳnh quỳnh kinh nghiệm, lần này Tống Thư Hằng gắt gao đè lại bản thân nâng cao cao bản năng. Hắn mặt mỉm cười, đối thông nương mở rộng hai tay, lộ ra ngực của mình. Hắn chuẩn bị cho thông nương một cái ôm nhiệt tình, cũng vì nàng sáng tạo một cái nũng nịu cơ hội. Ăn ta một cái ngọn hành đại pháo, thì lạp, tóc ngắn thông nương thân thể đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Như là máy khoan điện, chung quanh linh lực đều bị nàng kéo theo. Sau đó, nàng một cái đầu chùy hung hăng vọt tới Tống Thư Hằng mềm mại phần bụng. Oanh! Thông nương đầu tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, đáng sợ linh lực càng là sinh ra bạo tạc hiệu quả. Tại bạo tạc đồng thời, đầu của nàng đỉnh lấy Tống Thư Hằng, ra sức xoáy chuyển, không chết không thôi. Tống Thư Hằng cười đưa nàng tiếp được, nhẹ nhàng nhấn một cái liền đã ngừng lại nàng xoáy chuyển công kích. Nhà mình thông nương nũng nịu phương thức đều cùng phổ thông yêu sủng hoàn toàn khác biệt. Bất quá! Bởi vì thông nương một kích này đầu chùy va chạm, một đạo bạch tiền bối thân ảnh từ Tống Thư Hằng thân thể bên trong bị đụng đi ra. Bạch tiền bối bình tĩnh hiện thân, đã đến, đổ, oanh, càng lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Bạch tiền bối hóa thân vừa ra trận, nhẹ nhàng khẽ đảo, liền đem đại bá Tống chỗ bế quan cho nện không có. Tống Thư Hằng, thông nương, bạch tiền bối cái này một ném, kinh hãi nàng đều hiện ra chân thân, biến thành một gốc hành ngọn thường thường hành mầm. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, bạch tiền bối tại bên cạnh ngươi. Hành mầm quay đầu, đối Tống Thư Hằng bất mãn nói. Ta không phải nói, bạch tiền bối cũng tới sao, ngươi liền đã một đầu đụng tới, cái này muốn trách ta. Tống Thư Hằng duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo thông nương ngọn hành. Thông nương, chuyện bên này sau khi kết thúc, ta liền mang ngươi ý thức về năm 2020 đi. Tống Thư Hằng tay tại hành mầm bên trên nhẹ nhàng bóp về sau, liền giải thông nương lúc này trạng thái. Cái này anh Tuấn tóc ngắn thông nương tiểu tỷ tỷ, thân thể là thuộc về tương lai từ thời đại thông nương. Mà bên trong ý chí lại là thuộc về cùng hắn tách ra năm 2020 thông nương. Ngoại trừ siêu thoát bất hủ bên ngoài, không ai có thể làm đến thực thể ở trong dòng sông thời gian vượt qua. Thông nương trạng thái cùng tương lai tử có chút tương tự, là vượt qua thời gian. Mượn thời gian khác cấp bản thân thân thể. Mà nguyên bản thuộc về cái này tương lai thời đại thông nương ý thức, lại không ở phía sau thân thể bên trong. Cũng không ở đại bá Tống nơi này. Bất quá, tương lai thời đại thông nương thân thể cũng chưa chết, như vậy, nàng là nguyên thần bị người bắt đi rồi. Nếu như không phải năm 2020 thông nương ý thức phụ thân, cái này thời đại thông nương nhục thân, hẳn là sẽ trở thành người thực vật tồn tại. Tương lai từ vị trí cái này thời đại, là biến đổi bất ngờ, nhiều tai nạn cục diện. Hồi đến năm 2020, thông nương nghe đến đó lúc, lại vô ý thức nhìn về phía sau lưng Vũ Nhu Tử. Nàng có chút yên lòng không hạ cái này tương lai tử, còn có cái này thời đại thành viên khác. Yên tâm đi, ta cùng bạch tiền bối tới, nơi này mọi chuyện cần thiết, đều sẽ viên mãn kết. Nếu như ngươi không nỡ, ta có thể cho ngươi ở chỗ này lưu cái tu lưu hệ thống ấn ký. Đến lúc đó, ngươi có thể cùng tương lai tử tiến hành vượt thời không video nói chuyện phiếm. Tống Thư Hằng đem thông nương bắt lấy, phóng tới trên bả vai mình. Thật sự, cái này cũng có thể làm được, thông nương một mặt không dám tin. Ta thế nhưng là siêu việt thiên đạo tồn tại a, Tống Thư Hằng nói. Siêu thoát bất hủ sau bá Tống, đơn giản không gì làm không được. Siêu thời không video trò chuyện công năng, đơn giản một bữa ăn sáng. Thông nương mặt ngoài nhẹ gật đầu nhà ta lão bản biến thành siêu việt thiên đạo tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao, ta vẫn là cảm giác hắn có chút không đáng tin cậy, làm sao bây giờ? Lại nói,
cái này thời đại, đệ cửu thiên đạo còn không có chứng đạo sao? Lúc này sau lưng, truyền đến một trận ầm ầm kiến tạo tiếng vang. Nguyên bản bị Bạch Tiền Bối san bằng chỗ bế quan, bị pháp thuật khôi phục. Bạch Tiền Bối không nhuốm bụi trần từ chỗ bế quan bước ra. Bạch Tiền Bối, chúng ta rất nhớ ngươi. Thông Nương từ Tống Thư Hàng trên bờ vai thả người nhảy lên, nhào về phía Bạch Tiền Bối ôm ấp. Đối với nàng mà nói, Bạch Tiền Bối thật sự là gần ngàn năm không thấy được. Bên người không có cái này đại cát tường vật bảo bọc, Thông Nương cảm giác ăn không ngon, ngủ không yên. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng tiếp được Thông Nương, cưng chiều cho nàng một cái sờ đầu một cái. Nhưng đệ bát thiên đạo béo cầu đại lão, cũng sớm đã thoái vị. Tống Thư Hàng thoáng cảm ứng một chút chư thiên vạn giới hiện trạng, lên tiếng nói. Đúng vậy, đệ cửu thiên đạo vị trí còn trống không? Kỳ thật đây cũng là Tống Tiền Bối bế quan lâu như vậy nguyên nhân. Đệ bát thiên đạo béo cầu thiên đạo rời trước về sau, Tống Tiền Bối lấy sinh tử chi đạo chứng được trường sinh, vốn là muốn cầm xuống thiên đạo chi vị. Nhưng là, lại xảy ra ngoài ý muốn. Vũ Nhu Tử duỗi tay, đem mái tóc dài của mình đóng tốt. Nàng lúc này, cả người tinh thần đều tốt rất nhiều. Mà lại, có thể là bởi vì hiện tại đối mặt là năm 2020 Tống Thư Hàng, nhận lấy Thư Hàng trên người khí chẳng ảnh hưởng, lúc này Vũ Nhu Tử phảng phất biến hoạt bát không ít, đây là đã lâu trạng thái. Quả nhiên vẫn là cái trạng thái này Vũ Nhu Tử, tương đối tốt. Bạch Tiền Bối trong tay Thông Nương, thầm nghĩ trong lòng. Ngoài ý muốn nguyên nhân, là đệ tứ đen kịt thiên đạo sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đệ tứ thiên đạo có thể nói là lịch đại thiên đạo bên trong lớn nhất nổi vương, chỉ muốn chư thiên vạn giới xảy ra điều gì loạn thất bát tao sự, lại tìm không thấy thủ phạm lời nói, đem nổi ném trên người đệ tứ thiên đạo, tuyệt đối không sai. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, lại nói, còn có lui nhiệm đệ bát thiên đạo béo cầu hậu thủ thân thể, khả năng cũng bị đệ tứ đen kịt thiên đạo khống chế, hoặc là có hợp tác béo cầu thiên đạo mục tiêu, tựa hồ là muốn ngăn lại đệ cửu thiên đạo xuất hiện. Ngăn lại đệ cửu thiên đạo xuất hiện sao? Thì ra là thế, Tống Thư Hàng tỏ ra là đã hiểu. Thông Nương nói bổ sung, không chỉ có như thế, thiên đạo tranh đoạt chiến bên trong. Cửu tu Phượng Hoàng đao chúng ta không thể bảo trụ, liền bát tu Thông Nương nguyên thần cũng bị bắt đi. Ta cũng là tại cái này về sau, xuất hiện tại cái này thời đại. Đệ tứ đen kịt thiên đạo một mực dòm ngó cửu tu Phượng Hoàng đao, phía trên có thiên đạo cầu đản tra tin tức trọng yếu. Thiên đạo cầu đản tra là lịch đại thiên đạo bên trong nghiên cứu khoa học đạt nhân, lưu lại qua rất nhiều thí nghiệm vật phẩm. Cửu tu Phượng Hoàng đao bên trong, rất có thể có thiên đạo cầu đản tra nghiên cứu siêu thoát bất hủ thí nghiệm ghi chép. Cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối, cũng đã biến mất thật nhiều. Bạch tiền bối tại cuối cùng, cũng đã mất đi tung tích. Tại biến mất trước, hắn nói sẽ vì chúng ta tranh thủ ngàn năm tả hữu phát triển thời gian. Trong thời gian này, chúng ta một mực tại cùng đệ tứ đen kịt thiên đạo hóa thân, phụ thuộc tại tranh đấu. Vũ Nhu Tử cùng Thông Nương, bắt đầu đem cái này thời đại sự kiện trọng đại, chọn trọng điểm giảng thuật một số. Liên Bạch Tiền Bối đều bị ảnh hưởng đến a. Tống Thư Hàng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Một lát sau, đột nhiên, Tống Thư Hàng lộ ra một cái tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếu dung, chậc chậc, Bạch Tiền Bối, chúng ta tới tựa hồ chính là thời điểm. Là rất khéo, đây cũng là cái này thời đại, đại bạch cho chúng ta tranh thủ được thời gian. Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, nói bổ sung, vận khí của chúng ta không tệ. Hoặc là nói, đệ tứ thiên đạo vận khí không quá tốt. Bất quá coi như hắn vận khí cho dù tốt cũng vô dụng. Bởi vì có ta ở đây đâu, Tống Thư Hàng cười càng phát ra nhân vật phản diện lên. Thông Nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng quan sát bên trong. Bạch tranh thủ được thời gian ngàn năm sau khi kết thúc, đệ tứ đen kịt thiên đạo đã không kịp chờ đợi triển khai hành động của mình. Vẫn là cái kia kiểu cũ chư thiên vạn giới hủy diệt đại kế hoạch. Không có một chút ý mới. Bất quá bây giờ, không có đệ cửu thiên đạo hạn chế, không có người nhảy ra quấy nhiễu kế hoạch của nó. Tình thế bắt buộc đệ tứ đen kịt thiên đạo, đang dùng một loại lấp đầy nghi thức cảm giác thủ pháp, đốt lên chư thiên vạn giới hằng tinh bên trong ẩn tàng hủy diệt bệnh độc. Hủy diệt bệnh độc đã sớm khuếch tán đến chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Chư thiên vạn giới tận thế sắp ở dây tiếp theo giáng lâm. Đệ tứ đen kịt thiên đạo, mở rộng thân thể, tiếp đó, chính là ta thời gian. Thân, người tốt, đột nhiên, một thanh âm không hề có điểm báo trước, xuất hiện tại hắn bên tai.
Đệ tứ thiên đạo toàn thân chấn động, bất hủ cát sỏi vang vọng. Ai? Lúc này, là ai có thể tại hắn hoàn toàn không cách nào phát giác thời điểm, ảnh hưởng đến hắn? Không có khả năng. Chư thiên vạn giới đều tại ta khống chế phía dưới. Đã không có bất luận cái gì không xác định nhân tố tồn tại. Là ta tâm tình quá mức kích động, xuất hiện ảo giác sao? Đệ tứ đen kịt thiên đạo nói khẽ. Thân, ta là ngài muốn, lại vĩnh viễn không có được siêu thoát bất hủ bá tống A. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Bá tống, cái kia đã từng muốn tranh đoạt thiên đạo ra hỏa. Tại đệ tứ đen kịt thiên đạo dài rằng giặc ký ức bên trong, hơn 1.000 năm trước, trận kia đệ cửu thiên đạo tranh đoạt chiến bên trong, đích thật là có cái gọi bá tống ra hỏa, biểu hiện tương đối dễ thấy, là chân chính có được chứng được bất hủ tư cách. Nếu như không có hắn cùng đệ bát thiên đạo chết sau bất hủ thể xác quấy nhiễu lời nói, cuối cùng chứng được đệ cửu thiên đạo, nói không chừng thật sự là cái này gọi bá tống ra hỏa. Nhưng là, có nó âm thầm quấy nhiễu, tại phía sau màn dùng lực, đệ cửu thiên đạo vị trí trước mắt còn trống không, không có người thành công chứng đạo. Cái này bá tống, giờ đây cũng chỉ là đỉnh tiêm trường sinh giả mà thôi. Dù cho 1.000 năm quá khứ, đối phương nhiều nhất là đạt đến năm đó nho ra nam nhân kia cảnh giới, chấn áp đương thời, vô địch khắp thiên hạ. Nhưng thiên thượng sự tình, đối phương căn bản không có năng lực quấy nhiễu mới đúng. Vô địch thiên hạ, không có nghĩa là thiên thượng vô địch. Nhưng bây giờ, cái này bá tống thanh âm, lại trực tiếp tại tai của nó bở vang lên, trực tiếp quấy nhiễu được bất hủ hắn. Mà lại, đối phương mới vừa nói cái gì? Là ta muốn lại không có được siêu thoát bất hủ. Đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Siêu việt bất hủ, người cũng xứng. Liền chân thân đều không có hiển lộ, giấu đầu lộ đuôi, bí mật truyền âm, coi là có thể hù dọa ta sao. Buồn cười thủ đoạn, đệ tứ đen kịt thiên đạo chậm rãi nói, siêu thoát bất hủ. Người có thể hiểu được cái gì là siêu thoát bất hủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một cái liền bất hủ thiên đạo đều không có tiếp xúc qua người. Có tư cách gì cùng ta đàm luận siêu thoát bất hủ cái đề tài này? Ta kinh lịch 4 cái thiên đạo luân hồi, giờ đây ta chứng đạo thời cơ đã định. Đệ cửu thiên đạo chi vị không công bố, đã không còn có người có thể ngăn cản ta. Ta mới là cái kia phải lập tức siêu thoát bất hủ người. Ngươi tính là gì? Đệ tứ đen kịt thiên đạo ngữ khí cuồng ngạo nhưng thực bên trong, hắn là cái phi thường cẩn thận tồn tại. Tại không cách nào khóa chặt bên tai thanh âm kia căn nguyên điều kiện tiên quyết. Vì để phòng vạn nhất, hắn đang dùng cuồng ngạo ngữ khí cùng đối phương trao đổi đồng thời, âm thầm thôi động lực lượng toàn thân, tăng nhanh chư thiên vạn giới hằng tinh hủy diệt bệnh độc bộc phát tốc độ. Thanh tiến độ tốc độ, tại đệ tứ đen kịt thiên đạo bất kể đại giới thôi động bên dưới, lập tức bị kéo căng. Chư thiên vạn giới bên trong, vô số hằng tinh dị thường bộc phát, sáng chói mắt. Chỉ là cái này một đợt hằng tinh đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, hắn quang mang bên trong mang ra nhiệt lượng cùng xạ tuyến. Cũng đủ để giết chết hằng tinh hệ bên trong rất nhiều sinh mệnh. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, hằng tinh ở sau đó ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, liền sẽ đi đến chục tỷ năm, trăm tỷ năm thậm chí là vạn ức năm bên trong, mới có thể đi đến đường. Quá trình này sau khi kết thúc, chỉnh cái chư thiên vạn giới liền sẽ triệt để sụp đổ, hủy diệt. Chỉ có bất hủ vật chất có thể kéo dài hơi tàn. Mà lần này, không có thiên đạo có thể thiêu đốt tự thân. Đến khởi động lại chỉnh cái chư thiên vạn giới nhân quả. Thế giới hết thảy đều tại nó trong theo dõi. Lần này, không ai cản nổi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta chứng đạo bất hủ. Ta đem tại cựu thế giới hài cốt bên trên, leo lên siêu việt bất hủ vương tọa, trở thành vị thứ nhất thiên đạo người siêu việt. Chân chính đại tự do cùng chân chính đại tự tại. Ta, mới là vạn giới duy nhất, đệ tứ đen kịt thiên đạo. Nhìn thấy chư thiên vạn giới hủy diệt tiến trình đã không cách nào nghịch chuyển về sau, rốt cục thoáng buông lỏng chút điểm. Nhưng cũng chỉ là thoáng buông lỏng như vậy một chút xíu, tại sự tình không có chân chính hoàn thành trước, hắn sẽ còn duy trì tuyệt đối cẩn thận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đệ cửu thiên đạo luân hồi, là cơ hội cuối cùng. Ba 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 lúc này, một cái vỗ tay thanh âm, tại đệ tứ đen kịt thiên đạo sau lưng vang lên. Đặc sắc, thật sự là tương đương đặc sắc phát biểu. Còn có đặc sắc biểu hiện. Cái kia bá tống thanh âm, đồng thời vang lên. Có hai bóng người, trống rỗng xuất hiện tại đệ tứ đen kịt thiên đạo sau lưng. Tiếng vỗ tay, chính là trong đó một bóng người phát ra.
Đệ tứ đen kịt thiên đạo không cần quay đầu lại, thân thể của nó vốn chính là cát sỏi cấu thành, vốn là có thể xem xét 360 độ thị giác. Hắn thấy được hai cái này thân ảnh. Một cái là Bá Tống, một cái khác cũng có ấn tượng. Dị thường tuấn Mỹ, là Hố Hàng. Cái này tuấn Mỹ Hố Hàng, nhìn thấy hắn lúc, còn lộ ra cái kia để nó hãi hùng khiếp vía đáng sợ tiếu dung liền phảng phất, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hai người này làm sao lại cùng tiến tới rồi? Càng quỷ dị chính là, rõ ràng hai cái này thân ảnh đều đã trải qua xuất hiện tại nó thị giác bên trong, nhưng là nó phạm vi cảm ứng bên trong, nhưng như cũng không thể nhận ra cảm giác đến đối phương. Dù là hắn vận dụng một số thiên đạo quyền hạn tiến hành giám sát, nhưng thiên đạo quyền hạn phản hồi, đối diện vị trí kia tin tức vẫn như cũ là không có một ai. Loại trạng thái này, quá dị thường. Đã vượt ra khỏi đệ tứ đen kịt thiên đạo lý giải. Ngươi nếu biết vạn giới duy nhất, như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, chính mình là sắp cái thứ nhất siêu việt thiên đạo người đâu? Đối diện, Bá Tống trên mặt lãng lãng tiếu dung, hỏi. Đối diện, đệ tứ đen kịt thiên đạo thân thể lần nữa có chút chấn động. Bá Tống đã nhắc nhở đến nước này, hiển nhiên, hắn đã mơ hồ đoán đến chân tướng. Nhưng là hắn lại vô ý thức tại kháng cự cái này chân tướng. Không có khả năng. Nếu như hắn thật sự là siêu việt bất hủ tồn tại, đã lâu như vậy, hành động của ta không có khả năng không bị đến một điểm ảnh hưởng. Mà lại, vạn giới duy nhất, đối phương hiển nhiên không có làm đến vạn giới duy nhất. Đệ tứ đen kịt thiên đạo, theo bản năng vì chính mình tìm kiếm lý do. Siêu thoát bất hủ sau tồn tại, không hề bị thời gian, không gian, bất kỳ cái gì quy tắc ảnh hưởng. Thậm chí chính bọn hắn liền có thể chế định hết thảy quy tắc. Bất luận cái gì không thể phá diệt quy tắc, đều sẽ bị vỡ nát. Tại siêu thoát bất hủ giả trong mắt, chỉ muốn bọn hắn nguyện ý, một có thể tương đương bất luận cái gì số, thời gian có thể nghịch chuyển, quá khứ đã biến mất vật thể có thể trực tiếp xuất hiện trong tương lai. Thậm chí, bất hủ tuyệt đối thuộc tính tại đối mặt siêu việt bất hủ giả lúc, cũng không lại như vậy tuyệt đối. Mà lại, trên lý luận tới nói, siêu thoát bất hủ giả tại siêu thoát về sau, hắn sẽ thành duy nhất tồn tại. Trên lý luận khả năng tồn tại vô số hắn đều sẽ thành một cái duy nhất cá thể. Mà trước mắt cái này Bá Tống tựa hồ cũng không có đạt tới một bước này. Sở dĩ, hắn khả năng chỉ là nửa bước siêu thoát, sở dĩ muốn đi qua ngăn cản ta, miễn cho ta trước một bước siêu thoát, phản tới ảnh hưởng đến hắn. Đệ tứ đen kịt thiên đạo trong đầu rốt cục vì chính mình tìm được một cái hợp lý giải thích. Nhưng là, người không cách nào ngăn cản ta. Người ngăn không được ta. Đen kịt thiên đạo trầm giọng nói, phảng phất tại chọc thủng đối phương, cũng đang vì mình tráng khí thế. Há, ngươi là nói cái này chư thiên vạn giới hủy diệt sao quá trình sao? Tống Thư Hàng mỉm cười. Sau đó hắn duỗi tay, dán sát vào ngón cái cùng ngón giữa. Ba, Bá Diệt đại lão vô cùng đơn giản một cái búng tay. Nguyên bản đang tại sụp đổ hằng tinh, đột ngột bình thường trở lại. Thậm chí hằng tinh bạo tạc lúc mang tới ảnh hưởng. Đồng dạng đột ngột biến mất. Hằng tinh hệ bên trong bất luận cái gì sinh linh, đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà hắn vất vả an trí tại hằng tinh bên trong bệnh độc, cũng đồng dạng biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ liền không tồn tại một dạng. Liền cái khâu, không có quá trình vật này. Đã từng, đệ lục thiên đạo nghịch chuyển nhân quả lúc, còn có cái thời gian đảo lưu quá trình dập tắt hằng tinh bị trọng điểm nhóm lửa, hủy diệt vũ trụ bắt đầu lần nữa khôi phục. Mà trước mắt một màn này, lại là không có nhân, trực tiếp lăng không ngưng tụ ra quả đến. Cái này không phù hợp thế gian hết thảy quy tắc. Hoàn toàn không phù hợp quy tắc sự, lại phát sinh. Đây là siêu việt quy tắc sự tình. Đệ tứ đen kịt thiên đạo, trong lòng chợt lạnh. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy to lớn tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Tuyệt vọng là đối phương thủ đoạn, không một không ở chứng minh đối phương là chân chính siêu việt bất hủ giả. Không cam lòng là, rõ ràng hắn đã cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, thậm chí cự ly càng thoát bất hủ chỉ kém một bước cuối cùng, lại bị người sớm một bước hái đi thành quả thắng lợi. Trên thế giới này, tại sao phải có Bá Tống loại vật này tồn tại? Vô số suy nghĩ cùng tuyệt vọng quấn quýt lấy nhau, ở trong nháy mắt này, đệ tứ đen kịt thiên đạo suy nghĩ không cách nào thông suốt, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà cái này, cũng là Tống Thư Hàng muốn cho đệ tứ thiên đạo. Hắn đã từng cho tương lai từ thời đại nhiều người lớn tuyệt vọng, Tống Thư Hàng đồng dạng muốn cho hắn bao nhiêu tuyệt vọng, hơn nữa còn muốn bổ sung lợi tức.
Ta bá tống hoàn lại linh thạch cấp không nổi lợi tức, nhưng ta hoàn lại tuyệt vọng, nhưng có thể lấy vay nặng lãi bội số trả lại ngươi. Không cam lòng sao, tuyệt vọng sao, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, nhưng là, người tuyệt vọng vừa mới bắt đầu. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối mỉm cười. Hắn cùng Tống Thư Hàng lòng có ăn ý, không cần nhiều lời, lúc này Bạch Tiền Bối phối hợp với duỗi tay vạch một cái, thi triển hình ảnh thác ấn pháp thuật. Một màn sớm đã bị Bạch Tiền Bối thu tốt hình ảnh, hình chiếu đi ra. Đó là một đống thế gian xinh đẹp nhất tinh thể. Thuần trắng không rảnh, còn tản ra bất hủ ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một hạt tinh thể xuất ra đi, đều là vô giới chi bảo. Nhìn, đây là cái gì? Tống Thư Hàng nói. Đối diện, đệ tứ đen kịt thiên đạo nhìn thấy hình tượng này lúc, chỉ cảm thấy bản thân bất hủ thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Ông ba, đó là hắn. Hoặc là nói, rất có thể là một cái khác thế giới hắn. Hắn nguyên bản đen kịt thể xác, chỉ có ở một cái tình huống, sẽ hóa thành thuần bạch sắc cái kia chính là, nó ý thức bị triệt để xóa đi, nó thể xác chỉ còn lại có đơn thuần bất hủ vô ý thức trạng thái, mới có thể như thế. Cũng có thể nói, là thi thể của nó. Không phải thiên đạo di thuế loại đồ vật này, mà là đúng nghĩa thiên đạo thi thể. Hiển nhiên, tại cái kia thế giới bên trong, hắn thành đối phương chiến lợi phẩm. Phẫn nộ qua đi. Đệ tứ đen kịt thiên đạo trong lòng tuyệt vọng, càng thêm rõ ràng bởi vì hắn thấy được bản thân kết cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó không lâu, hắn cũng sẽ giống một cái khác thế giới bản thân một dạng, trở thành loại này thuần trắng hoàn mỹ bất hủ tinh thể A. Ở cái này tình huống, hắn còn có chuyển cơ sao? Có hay không phương án, có thể cứu vớt một chút hắn? Sẽ cô độc A, bá tống, đột nhiên. Đệ tứ đen kịt thiên đạo lên tiếng nói hắn đang nghĩ biện pháp tự cứu. Dù là hy vọng rất xa vời, nhưng nó vẫn phải thử một lần. Tống Thư Hàng phối hợp lộ ra nghi hoặc biểu lộ tới. Siêu việt bất hủ người, chỉ có ngươi một cái, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, rốt cuộc tìm không ra một cái đồng loại có thể cùng ngươi đứng ở cùng một cái cấp độ, sẽ rất cô độc a. Đệ tứ đen kịt thiên đạo trầm giọng nói, siêu thoát về sau. Thời gian đối với ngươi đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi mặc dù có thể tại trong thời gian tùy ý hoán đổi, nhưng hết thảy mọi người cùng vật, đều trói buộc tại thời gian phía dưới, chỉ có ngươi tại thời gian phía trên. Dạng này ngươi, không có khả năng không cô độc, sở dĩ, ngươi cần phải có một cái đồng loại. Ngôn bên dưới ở giữa, chỉ muốn hắn siêu thoát, hắn liền có thể trở thành bá tống đồng loại, để bá tống sẽ không như thế cô độc. Lý do này kỳ thật vẫn là rất có khả năng tính. Cô độc loại vật này, nếu như đạt đến một cái cực hạn, hoàn toàn chính xác sẽ để cho một số vô địch cường giả, làm ra rất không thể tưởng tượng sự tình tới. Tỷ như, bản thân vì chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ cường đại, dùng để khiêu chiến bản thân hoặc là kết thúc bản thân. Lại hoặc là, chế tạo một cái cùng mình cùng một cấp độ tồn tại, bài trừ tịch mịch. Bá Tống mặc dù mới vừa siêu thoát, nhưng đối phương đã vượt ra khỏi thời gian hạn chế. Vạn nhất, hắn đã nếm đến cô tịch hương vị đâu. Nói không chừng, đối phương tâm ý khẽ động, liền cho hắn một cái siêu thoát cơ hội cho dù là thân là đối thủ tồn tại, cũng có thể bài trừ một chút cô tịch. Ngươi nói, nghe tựa hồ thật là có một số đạo lý. Nếu như chỉ có ta một cá nhân ở vào siêu thoát trạng thái, không có người nào cùng ta ở vào cùng một cái cấp độ, nói không chừng thật có thể sẽ sinh ra tâm tình như vậy. Đối diện bá tống, cứ nhiên thật sự đồng ý chuyện hoang đường của nó. Không hổ là từ đệ tứ thời đại một mực sống đến bây giờ lão tiền bối, mới có thể tổng kết ra loại này cô tịch lý luận. Tống Thư Hàng chật chật tán thưởng. Liền liền bên cạnh Tuấn Mỹ Hố Hàng, cứ nhiên cũng gật đầu đồng ý. Nói không chừng ta thật có cơ hội, đen kịt thiên đạo ở sâu trong nội tâm, không cách nào tránh khỏi, sinh ra một sợi yếu ớt hy vọng tới. Nếu như ta giống như ngươi. Sống mấy cái thiên đạo luân hồi, nói không chừng ta lại bởi vì đạt đến siêu việt bất hủ, đã mất đi phấn đấu mục tiêu, ngược lại bồi dưỡng một cái đối thủ đi ra. Nếu như ta sống mấy ức năm, nói không chừng ta lại bởi vì tịch mịch, tại siêu việt bất hủ về sau, bồi dưỡng một cái cùng cấp độ đồng bạn đi ra bồi ta. Đáng tiếc ta năm nay mới 18 tuổi, qua năm, không sai biệt lắm là 19 tuổi, ta còn tuổi còn rất trẻ, ta còn muốn đi lên đại học. Ta căn bản không biết dài rằng giặc nhân sinh cô tịch là mùi vị gì, ta không có khả năng cho ngươi cơ hội. Bá Tống đối đen kịt thiên đạo giơ ngón tay cái lên, lộ ra hàm răng trắng noãn.
Bạch tiền bối nhịn không được cười ra tiếng, phốc. Nụ cười này, chư thiên vạn giới đều phảng phất mất đi sắc thái. Người cái chuyện cười này, đại bạch có thể sẽ rất ưa thích. Bạch tiền bối tán dương. Đối diện, đen kịt thiên đạo khiếp sợ nói không ra lời. Hắn ngây ngốc nhìn qua Tống Thư Hàng, mấy tuổi? 19 tuổi, bá Tống ngại ngùng nói. Ông ba, đen kịt thiên đạo khống chế không nổi tâm tình của mình. Mà lại, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy, ta tại sao phải đem ngươi bất hủ thân thể tịnh hóa, đồng thời còn muốn bảo lưu lấy hắn đâu? Tống Thư Hàng lại bổ sung. Đen kịt thiên đạo trong lòng lần nữa hiển hiện một loại làm nó tan nát cõi lòng dự cảm. Nếu như ta thật sự cảm giác đến cô tịch, cao thủ vô địch, muốn bồi dưỡng một cái cùng một cấp độ tồn tại đi ra. Vậy cũng tuyệt đối không thể nào là ngươi a, Tống Thư Hàng nói. Nhìn ta sau lưng bạch tiền bối. Ngươi có cái nào điểm, có thể sánh được chúng ta bạch tiền bối. Ngươi là so với hắn soái, so với hắn có tiền, so với hắn được người yêu mến. Vẫn là sao? Ngươi cầm đầu sắt cùng ta bạch tiền bối so. Chính ngươi hỏi một chút bản thân, ngài xứng sao? Đệ tứ đen kịt thiên đạo đã ngậm miệng. Hắn đã không muốn nói chuyện bởi vì hắn biết, vô luận chính mình nói thiên hoa loạn trụy, bá Tống cũng không có khả năng buông tha hắn. Trong nội tâm vừa hiển hiện cuối cùng một chút nhỏ hy vọng, cũng triệt để phá diệt. Đã không có bất cứ hy vọng nào. Cô tịch loại vật này, năm nay mới 19 tuổi bá Tống hiểu cái trùy. Hắn ngược lại không nghi ngờ bá Tống năm nay vừa đầy 19 tuổi chuyện này, bởi vì đứng ở bá Tống cấp độ này về sau, loại này hoang ngôn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại đệ tứ đen kịt thiên đạo, nội tâm kỳ thật chỉ có một nỗi nghi hoặc bá Tống đến cùng là thế nào làm được. Dựa vào 19 tuổi, chứng đạo bất hủ đồng thời còn siêu thoát bất hủ. Từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng làm không được a. Nhưng nó đã không định hỏi thăm. Hỏi thăm thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao đều đã trải qua triệt để tuyệt vọng, dù sao đều phải chết, hỏi cũng chỉ là tại bản thân trước khi chết, cho đối phương đưa một cái trang tất cơ hội. Ta cho dù chết, cũng không có khả năng cho ngươi thêm trang tất đưa trợ công. Ngươi không lại tiếp tục hỏi tới sao? Tống Thư Hàng nhìn qua ngậm miệng không nói đệ tứ đen kịt thiên đạo, hỏi ngược lại, ta có thể nhìn ra, nội tâm của ngươi còn có nghi hoặc. Đệ tứ đen kịt thiên đạo không muốn nói chuyện. Ngươi liền không hiếu kỳ ta là thế nào làm đến lấy 19 tuổi, liền chứng đạo bất hủ, thậm chí siêu thoát thiên đạo. Còn có ta siêu thoát chi pháp, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Đệ tứ đen kịt thiên đạo. Hắn đánh giá thấp bá Tống cảnh giới, dù là hắn không cho bá Tống đưa trợ công, dù là hắn đã trầm mặc không nói, nhưng bá Tống sẽ còn bản thân cắt bóng, công kích mình, bản thân bóng bật bảng, lại bản thân đến phân một đầu long. Nói thật. Hắn đối bá Tống siêu thoát chi pháp hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ. Nhưng là, hắn chính là không hỏi. Kỳ thật sẽ nói cho người biết một sự kiện đi, người đang nghe ta năm nay 19 tuổi thời điểm, có thể hay không cho là ta đã tu luyện trọn vẹn 19 năm. Tống Thư Hàng tự nhủ. Đệ tứ đen kịt thiên đạo giữ yên lặng. Bá Tống lời này làm nhảm, cảm giác có thể nói một mình cả ngày, thậm chí càng lâu. Người sai rồi, kỳ thật, ta từ năm trước. Không đúng, hiện tại là tương lai thời gian điểm, sở dĩ, phải nói ta là từ 18 tuổi thời điểm, mới bắt đầu chân chính tu luyện cộc. Tống Thư Hàng giảng giải nói. Đệ tứ đen kịt thiên đạo một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Ngươi không nghe lầm, ta kỳ thật mới tu luyện thời gian một năm, liền siêu thoát bất hủ. Mà ngươi vì siêu thoát, trọn vẹn chuẩn bị bốn cái thiên đạo luân hồi kỷ nguyên, âm thầm hố một đời lại một đời thiên đạo. Nhưng là... Người chuẩn bị nhiều như vậy cái kỷ nguyên, nhưng không sánh được ta thời gian một năm. Tống Thư Hàng giơ ngón trỏ lên, cảm giác thế nào? Còn có thể thế nào? Đệ tứ đen kịt thiên đạo nghe đến đó lúc, tâm tính đã muốn nổ tung. Một năm? Ngươi nói đùa cái gì? Không cam lòng, bi phẫn, bất đắc dĩ, bạo liệt, hối hận các loại cảm xúc, không ngừng từ hắn trong lòng tuôn ra. Cuối cùng lại cùng ngươi nói một sự kiện. Tống Thư Hàng cảm giác không sai biệt lắm, quyết định cho đen kịt thiên đạo nội tâm chế tạo một kích cuối cùng, người biết không? Ta sở dĩ liều mạng tấn cấp, liều mạng cố gắng tu luyện, cũng là bởi vì ngươi cho ta áp lực quá lớn. Ngươi âm thầm bố trí hủy diệt chư thiên vạn giới bệnh độc, chính là ta trong vòng một năm chứng đạo bất hủ lớn nhất động lực. Đệ tứ đen kịt thiên đạo không phản bác được. Nhưng đây không phải trọng điểm là,
nếu như ngươi không bố trí hủy diệt chư thiên vạn giới bệnh độc lời nói, đương đệ cửu thiên đạo tiền nhiệm, lại đến đệ cửu thiên đạo rời trước sau. Chư thiên vạn giới một cái luân hồi liền kết thúc, vạn vật sẽ tiến vào tịch diệt khâu, một vòng mới chư thiên vạn giới sẽ sinh ra. Nói cách khác, nếu như ngươi cái gì đều không đi làm, tại cuối cùng thiên địa tịch diệt thời khắc xuất thủ, thi triển ngươi siêu thoát chi pháp, ngươi có thể sẽ có cơ hội nằm thắng. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Đệ tứ đen kịt thiên đạo, giờ khắc này rốt cục nhịn không được, sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy. Ta, nằm thắng. Một loại không nói gì kể rõ hối hận, giống như thủy triều che mất đệ tứ đen kịt thiên đạo nội tâm. Bất quá tóm lại hiện tại, người đã không có cơ hội. Tống Thư Hàng tiến lên trước một bước, lấp lóe đến đệ tứ đen kịt thiên đạo trước mặt. Sau đó hắn siết chặt nắm đấm đối đen kịt thiên đạo chính là một quyền nện xuống, một quyền này, là thay ta cửu châu nhất hào quần các tiền bối đánh. Oanh! Đau khổ kịch liệt tác dụng tại đen kịt thiên đạo trên người, trong linh hồn bất hủ thân thể vậy mà lại cảm giác đến thống khổ. Mặc dù không có bị phá hủy, nhưng loại thống khổ này, lại là thật. Hắn từ kỳ đệ tứ nguyên chứng đạo bất hủ về sau, liền rốt cuộc không có hưởng qua thống khổ mùi vị. Hôm nay, hắn đã lâu nếm đến đánh đập hương vị. A đã lâu tiếng kêu thảm thiết, thời gian qua đi 4 cái kỷ nguyên về sau, từ trong miệng nó phát ra. Sau đó một quyền này, là thay bạch tiền bối tặng cho ngươi. A, còn có vũ nhu tử phần, còn có thông nương, A thập lục. A, đánh đến một nửa lúc. Bạch tiền bối, ngươi có muốn hay không đến một quyền? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Ta cũng không cần, đến lúc đó đem nó thân thể giao cho ta là được. Ta trước đó tại năm 2020 thời gian điểm, một mực đang nghiên cứu hóa thành tinh khiết cát sỏi bất hủ thân thể. Cũng tiến hành mấy hạng thí nghiệm, tại thử nghiệm đem hắn chuyển hóa làm vân tước tử bất hủ chi cốt loại kia hình thức. Một hồi chúng ta tiến hành xuống thực tiễn, nếu như thành công, đến lúc đó liền có thể cho thời gian này tiết điểm tất cả đồng bạn, đều lắp một viên bất hủ cát sỏi bảo hiểm. Bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối, ý kiến hay. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Nếu như ngươi đến lúc đó có thể đem bộ phận bất hủ cát sỏi mang về năm 2020 lời nói. Chúng ta có thể cho năm 2020 quần bên trong thành viên cũng lắp một cái bất hủ cát sỏi. Dù sao, năm 2020 bất hủ thân thể chúng ta không thể động, muốn hoàn chỉnh giữ lại. Sở dĩ, tốt nhất từ nơi này mang chút trở về. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Không có vấn đề, chỉ muốn ta chuẩn bị một chút, liền có thể làm được. Dù sao, ta hiện tại thế nhưng là siêu thoát bất hủ giả. Mà lại, chúng ta từ tương lai trở về. Dù sao cũng phải mang một ít thổ đặc sản về nhà nha, có thể lý giải. Tống Thư Hàng tự tin nói. Ta, thổ đặc sản, bị đánh đập đến lăn lộn đầy đất đen kịt thiên đạo, hận không thể chính mình cái này thời điểm có thể tự bạo, đem trước mắt bá tống cùng hố hàng bạch toàn bộ giết chết. Nhưng là, hắn làm không được. Bất hủ thiên đạo, mình cũng không cách nào xúc phạm tới bản thân. Chỉ muốn vừa nghĩ tới mình bị giết chết về sau. Thân thể còn muốn bị chế tác thành phục sinh đạo cụ, hắn trong lòng tuyệt vọng liền chồng chất cao hơn chút. Như vậy cuối cùng một quyền, là thay ta bản thân tặng cho ngươi đát. Một quyền này, kết thúc đại bá Tống hết thảy chấp niệm. Tống Thư Hàng cuối cùng nắm nắm đấm, hung hăng nện ở đệ tứ đen kịt thiên đạo trên người. Một quyền rơi xuống, quy tắc bị bóp méo, sửa. Tại thiên đạo tốt nghiệp trong tay, quả nhiên liền bất hủ bất diệt cái này thuộc tính, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đau khổ kịch liệt bên trong, bất hủ cát sỏi thân thể không cách nào lại bảo hộ đệ tứ đen kịt thiên đạo ý chí. Liền như là năm 2020 đệ tứ thiên đạo một dạng, ý chí của nó bắt đầu bốc cháy lên. Bất quá lần này, ý chí của nó là bị ép thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua, hắn bị thiêu đốt thành một đống trắng noãn cát sỏi tinh thể. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Vốn là hắn còn muốn cho thêm đệ tứ đen kịt thiên đạo một số đả kích. Làm cho đối phương lấy vay nặng lãi phương thức đến hoàn lại hắn mang cho các tiền bối tuyệt vọng. Đáng tiếc, đệ tứ đen kịt thiên đạo không phối hợp. Đả kích đến một nửa lúc, gia hỏa này liền ngậm miệng không nói, không có chút nào hiểu tình thú. Lần sau có cơ hội, ta muốn áp chế nó bất hủ chi lực ảnh hưởng, sau đó để cửu châu nhất hào quần các tiền bối, còn có tương lai tử bọn hắn đều tới, phụ bên trên lực lượng của ta, hảo hảo đánh hắn một trận bất giận. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối duỗi tay vạch một cái, cuốn lên cái kia một đống hóa thành thuần trắng cát sỏi tinh thể nói,
đã đủ rồi, tại hắn tiếp cận thành công sát na, cắt đứt nó hy vọng. Loại này tuyệt vọng, cũng đã đầy đủ hoàn lại Cửu Châu Nhất Hào quần cùng tương lai tử bọn hắn tuyệt vọng. Mà lại, nó bất hủ cát sỏi cuối cùng cũng sẽ làm đền bù tổn thất. Điều này cũng đúng, Tống Thư Hằng gật đầu nói, vậy chúng ta ở thời đại này, thoáng lưu một đoạn thời gian. Cái này thời đại tương lai tử, còn sẽ có một số tiếc nuối, cần ngươi đi đền bù. Mà lại, ngươi vẫn phải tìm xem Cửu Tu Phượng Hoàng Đao cùng cái này thời đại thông nương ý chí. Về thời gian hẳn là vừa vặn, Bạch Tiền Bối trả lời. Hắn đến phụ trách nghiên cứu đem bất hủ cát sỏi cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên dung hợp, Tống Thư Hằng phụ trách đem tương lai từ thời đại chết đi các tiền bối gọi trở về. Thuận tiện, cùng cái này thời đại Vũ Nhu Tử bọn người làm cái tạm biệt. Tốt, vậy liền định như vậy. Tống Thư Hằng duỗi tay đẩy, một lần nữa mở ra cổng không gian, vị trí tại trước đó đại bá Tống bế quan trên không. Mới chỗ bế quan trước cửa đá. Bầu trời khí xám, tản ra. Tóc ngắn thông nương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ có tu luyện giả có thể nhìn thấy màu xám khí tức tử vong, cuối cùng từ trên đỉnh đầu triệt để tản ra, nguyên bản màu xám thế giới, khôi phục sắc thái. Nói cách khác, Tống Thư Hằng thành công. Trước sau bất quá thời gian nửa tiếng A. Tống tiền bối hẳn là muốn trở về. Tương lai tử ngồi trên người linh điệp, thon dài hai chân nhẹ nhàng đá đá lấy. Loại này tiểu nữ nhi tư thái. Tóc ngắn thông nương đã thật lâu không từ tương lai tử trên người thấy được. Lúc này tương lai tử, xem như chân chính sống đi qua. Ngoại trừ sẽ không phát tiền lương bên ngoài, Tống lão bản còn tính là có chút tác dụng. Tóc ngắn thông nương thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, cánh cửa không gian mở ra, bá Tống thân ảnh bước ra. A, Bạch Tiền Bối đâu? Tóc ngắn thông nương nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hằng sau lưng, chờ đợi Bạch Tiền Bối nhưng không có xuất hiện. Bạch Tiền Bối không có ở đây, nàng có chút không an lòng a. Đặc biệt là chỉ có kháng tai khí Tống lão bản ở thời điểm. Bạch Tiền Bối ở đây, hiện tại hắn muốn nghiên cứu bất hủ cát sỏi, rời đi trước, muốn chuẩn bị cho các ngươi cái lễ vật. Tống Thư Hằng trả lời. Thông nương nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, giải quyết sao? Cái kia đen kịt mặt trời cùng hắn bản thể. Đương nhiên, Tống Thư Hằng nói, nó bất hủ cát sỏi thân thể. Đều đã trải qua thành chiến lợi phẩm. Hành hạ chúng ta hơn nghìn năm đều không giải quyết sự, người thoáng qua một cái đến, nửa giờ liền giải quyết. Thông nương thở dài, tâm tình phức tạp. Dù sao, ta chính là vì thế mà đến. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mới đúc thành ta. Tống Thư Hằng đem hành mầm hình dáng thông nương nhấc lên, thả lại đến trên bả vai mình. Cái này thời đại thông nương ý chí và Cửu Tu Phượng Hoàng Đao vị trí, ta đã khóa chặt, tùy thời có thể mang về. Tại trở về trước, ta sẽ đem cái này thời đại thông nương ý chí khôi phục. Cuối cùng có chút thời gian, ngươi có thể cùng cái này thời đại Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối nói lời tạm biệt. Hừm, hiểu được, nhớ kỹ một hồi cho ta cùng Vũ Nhu Tử ở giữa cũng lưu cái tu lưu vượt thời gian video công năng. Chờ ta về năm 2020 về sau, ta còn muốn lại cùng quần bên trong các đạo hữu nói lời tạm biệt. Thông nương nhắc nhở. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Đang bế quan chỗ tìm cái vị trí, duỗi tay tại trên cánh tay một điểm, có cái cùng loại điện thoại giới diện khoa huyễn cảm quang bình phong bắn ra, thông nương duỗi tay bắt đầu ở giới diện bên trên thao tác lên. Sau đó, tương lai tử, Tống Thư Hằng đối linh điệp bên trên Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay nói, cuối cùng, còn có nguyện vọng sao? Tống tiền bối, ở thời đại này, người đối với chúng ta tới nói mới là quá khứ Thư Hằng, mà ta, cũng không phải tương lai tử. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Nàng nhẹ nhàng từ linh điệp bên trên nhảy xuống, đi vào Tống Thư Hằng bên người. Đợi nàng hướng Tống Thư Hằng bên người đứng một chút về sau, bá Tống mới phát hiện tương lai tử cứ nhiên vừa dài cao chút. Từ tổng thân cao tới nói, tương lai tử muốn thấp hắn một cái đầu tả hữu. Nhưng là đứng ở cùng một chỗ lúc, tương lai tử chân vẫn như cũ muốn so hắn dài một đoạn. Giờ khắc này. Bá Tống đột nhiên sinh ra ta có phải hay không tiểu chân ngắn suy nghĩ. Quay đầu ta muốn hay không dùng siêu thoát bất hủ quy tắc, để cho mình chân thành dài chút. Cuối cùng của cuối cùng, còn có một số chấp niệm, ta đến thay ngươi một hơi giải quyết đi. Tống Thư Hằng ánh mắt từ tương lai tử đôi chân dài bên trên thu hồi về sau, lên tiếng nói. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong bởi vì ngoài ý muốn biến mất các tiền bối, trọng thương không cách nào chữa trị thành viên. Bởi vì chấp niệm cảnh giới bị nhốt đạo hữu.
còn có hành tung không rõ Bạch tiền bối. Giờ đây, dựa vào Tống Thư Hằng thủ đoạn, đều có thể mang về. Tống tiền bối tại siêu thoát về sau, không hoàn thành vạn giới duy nhất sao? Tương Lai Tử hỏi. Trên thực tế, đã là, Tống Thư Hằng cười ha ha nói, ta lựa chọn vạn giới duy nhất cùng đại gia cho rằng phương thức khác biệt. Mà lại, không nhận hết thảy quy tắc ước thúc ta, đã không bị bất kỳ vật gì hạn chế. Tương Lai Tử nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác, đây mới là Tống tiền bối sẽ làm ra lựa chọn. Như vậy, cuối cùng, mời Tống tiền bối hoàn thành ta những cái kia tâm nguyện đi. Tương Lai Tử lộ ra tinh khiết tiếu dung liền như là 2019 năm đó, lần đầu cùng Tống Thư Hằng gặp nhau lúc nàng một dạng. Theo Tống Thư Hằng cùng Tương Lai Tử hai người không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, không gian không ngừng hoán đổi. Trọng thương Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, được đến chữa trị. Tâm ma bị giải khai, thậm chí đáng thương tâm ma còn bị đóng gói mang đi. Từng cái tin tức tốt, tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong truyền ra. Cuối cùng, liền đã ngoài ý muốn đạo tiêu thành viên, cũng ở tại bọn hắn đã từng động phủ bên trong, bị phục sinh. Hoàng Sơn tiền bối bị tỉnh lại, đã lâu bắt đầu chủ trì Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đại cục. Hết thảy, liền như là Tương Lai Tử đã từng nằm mơ lúc mơ tới qua tràng cảnh. Toàn bộ thế giới thời gian tuyến, phảng phất lập tức về tới 2019 năm thời điểm. Cảm ơn ngươi, Tống tiền bối, Tương Lai Tử nói. Hẳn là muốn nói tạ ơn chính là ta mới đúng. Tống Thư Hằng trả lời lúc này hắn đã biết được, nếu không phải Tương Lai Tử, từng tại trận kia thiên kiếp bên trong, đồng quái tiền bối, cổ hồ quan chân quân mấy vị các tiền bối sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nhượng hắn thương tiếc cả đời. Thời gian, không sai biệt lắm. Tống Thư Hằng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, Bạch tiền bối thí nghiệm cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tống tiền bối, năm 2020 Vũ Nhu Tử, có khỏe không? Tương Lai Tử nhìn ra Tống Thư Hằng có thể muốn trở về, lên tiếng hỏi. Vẫn như cũ rất tốt, hoạt bát đáng yêu, duy trì cùng ta nhận biết dáng vẻ. Tống Thư Hằng cười nói. Bất quá, Tống tiền bối, cái kia ngây thơ hoạt bát Vũ Nhu Tử, kiểu gì cũng sẽ lớn lên. Tương Lai Tử chân thành nói, nàng không có khả năng vĩnh viễn cứ như vậy một mực xuống, dù là không có giống như ta kinh lịch sự tình các loại. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng kiểu gì cũng sẽ chân chính lớn lên. Tống tiền bối, ngươi có nghĩ tới hay không? Chính ngươi kỳ thật rất ưu tú. Tương Lai Tử lại nói. Ta kỳ thật chỉ là một đầu treo ở các vị tiền bối trên đùi cá ướp muối. Tống Thư Hằng bị Tương Lai Tử đột nhiên khích lệ, có chút xấu hổ. Tống tiền bối, ngươi phải tin tưởng bản thân, ngươi là rất ưu tú. Tương Lai Tử cười nói. Lúc đến hôm nay, Tống Thư Hằng có lẽ còn chưa trở thành bản thân trong suy nghĩ cái kia đáng tin đại tiền bối, tại trở thành một vị đại tiền bối trên đường hắn còn có rất nhiều thứ muốn đi học tập. Sở dĩ, cho dù là siêu thoát bất hủ, tâm tình của hắn cũng không có bất luận cái gì bành trướng. Nhưng là ở trong mắt người khác xem ra, Tống Thư Hằng đã làm được chính hắn có thể làm được cực hạn, mà lại hắn làm rất tốt. Tuyệt đối không ai có thể so Tống Thư Hằng làm càng tốt hơn. Chứng đạo bất hủ, cường thế áp chế đệ tứ đen kịt thiên đạo, cuối cùng tụ lịch đại thiên đạo lực lượng, bước ra chứng đạo bất hủ cuối cùng đến một bước. Mà hết thảy này, đều tại ngắn ngủi trong vòng một năm hoàn thành. Tống Thư Hằng chưa bao giờ chân chân chính chính nghĩ tới, bản thân ở trong mắt người khác xem ra, đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Sở dĩ, Tương Lai Tử rất rõ ràng. Năm 2020 Vũ Nhu Tử cuối cùng sẽ lớn lên. Dù là Linh Điệp A đã bảo vệ cho dù tốt, nàng cũng không có khả năng tại mấy trăm năm về sau, vẫn như cũ bảo trì loại kia hoạt bát, ngây thơ lãng mạn trạng thái. Chờ tâm tình của nàng cũng tùy thời ở giữa lớn lên, đến một nữ nhân phải hiểu giai đoạn về sau, nàng liền sẽ phát hiện, chư thiên vạn giới, người đồng lứa bên trong, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai Tống tiền bối tới. Cùng Tống Thư Hằng lâu dài chung đụng nàng, có thể vui sướng chơi đùa, thỏa thích có thể hưởng thụ lấy bí cảnh đại mạo hiểm, ngẫu nhiên địa đồ thám hiểm trò chơi các loại tư nhân VIP định chế cách chơi. Khả năng, nói không chừng, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đã không có lựa chọn. Bất quá những lời này, Tương Lai Tử sẽ không nói ra. Dù sao trước mắt Tống tiền bối đã chân chính siêu thoát bất hủ, áp đảo trên thiên đạo. Năm 2020 Vũ Nhu Tử đến lúc đó các loại phiền não, vẫn là giao cho không gì làm không được Tống tiền bối bản thân đi xử lý đi.
năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, không phải sao? Cũng không thể để cho nàng một cái ở vào tương lai vũ nhu tử, đi vì năm 2020 vũ nhu tử đi phiền não a. Chính nàng, còn muốn vì chính mình cố gắng. Trước mắt, nàng phải cố gắng trở thành cái này thời đại đệ cửu thiên đạo. Đi, Tống tiền bối. Cái này thời đại cửu châu nhất hào quần các tiền bối đã hẹn nhau tụ tập, liền chờ ngươi. Tương lai tử duỗi tay gọi đến cái kia to lớn linh điệp, nhẹ nhàng nhảy đến linh điệp trên người, đối Tống Thư Hằng ngoắc. Liền đến ta tại liên hệ bạch tiền bối, lúc gần đi, vừa vặn vì mọi người cấp cho cái kia phần lễ vật. Tống Thư Hằng cười, nhẹ nhàng rơi vào cái này to lớn linh điệp trên người. Linh điệp dương cánh, hướng về nơi xa bay đi. Đúng rồi, Tống tiền bối. Kỳ thật ở thời đại này, ta đã rất ít bảo ngươi Tống tiền bối đát. Linh điệp bên trên vũ nhu tử lại nói, đúng rồi. Chờ ta thành đệ cửu thiên đạo về sau, ngẫu nhiên nếu như ta muốn đi năm 2020 thế đi xem một chút lời nói, Tống tiền bối ngươi cũng không thể ngăn đón ta à. Tống Thư Hàng, Omega, ta cứ nhiên đã không phải là Tống tiền bối đát. Yên tâm đi, tại ta siêu thoát bất hủ trong nháy mắt đó trở đi, ngươi quay lại quá khứ đến thời đại kia hạn chế, liền giải trừ. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ha ha, tương lai tử nhoẻn miệng cười. To lớn linh điệp cánh nhẹ nhàng vỗ, càng bay càng cao. Tống Thư Hàng lặng lẽ đem duy trì mỉm cười mặt tránh đi tương lai tử, vuốt vuốt khuôn mặt, làm dịu phía dưới bộ thần kinh. Tương lai tử trong lời nói, ẩn giấu đi quá nhiều tin tức. Mà hắn trương này biết nói chuyện mặt, sát na ở giữa đối với mấy cái này tin tức làm ra rất nhiều phản ứng lại bởi vì cần bộ mặt hắn biểu đạt tin tức quá nhiều. Tại một sát na kia, hắn bất hủ bộ mặt thần kinh đều kém chút run rẩy. Cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối mở xong yến hội về sau, đã là đêm khuya thời gian. Tống Thư Hàng hào khí đem tất cả các tiền bối toàn bộ quá chén. Thừa dịp các tiền bối ngủ say thời điểm, bạch tiền bối đem từng hạt bất hủ cát sỏi thông qua giải phẫu, cấy ghép đến các vị cửu châu nhất hào quần thành viên thể nội. Đến phiên tam lãng tiền bối thời điểm. Tống Thư Hàng đột nhiên có chút lo lắng nói, bạch tiền bối, ngươi nói tam lãng tiền bối khi lấy được bất hủ cát sỏi về sau, có thể hay không trở nên so vân tước tử tiền bối càng đáng sợ. Tương lai tam lãng tiền bối linh kiện núi, có thể hay không chất đầy toàn bộ thế giới, thậm chí đem chọn cái chư thiên vạn giới đều chắn đầy. Tống Thư Hàng nghĩ đến cái này hình ảnh, liền có chút run rẩy. Ngẫm lại, chỉnh cái trên địa cầu tất cả đều là tam lãng linh kiện, phủ kín một tầng lại một tầng. Thậm chí người bay đến trong vũ trụ đều tung bay vô số tam lãng linh kiện. Vậy đơn giản so tận thế còn đáng sợ hơn. Càng đáng sợ chính là, tam lãng tiền bối thật đúng là khả năng làm đến loại trình độ này. Hắn trước kia mỗi ngày tam lãng, là bởi vì hắn muốn làm đến lãng mà bất tử trình độ. Nhưng nếu như hắn lãng cũng lãng không chết lời nói, có trời mới biết hắn lại ở lãng nói bên trên đạt tới hạng gì đỉnh phong trình độ. Yên tâm đi. Bạch tiền bối an ủi, ta thí nghiệm đã tham khảo qua vân tước tử tiên tử bất hủ chi cốt hiệu quả. Sở dĩ, mỗi lần phục sinh trước, lưu lại tam lãng linh kiện, tại phục sinh sát na đều sẽ nổ tung, hóa thành tinh khiết linh lực, phản hồi thiên địa. Không cần lo lắng sẽ lưu lại tam lãng linh kiện ô nhiễm thế giới. Ngược lại, tam lãng chết càng nhiều, linh khí trong thiên địa liền càng dồi dào. Như vậy cũng tốt, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, vân tước tử tiên tử, tam lãng tiền bối, đồng quái tiền bối, đậu đậu các loại cửu châu nhất hào quần tìm đường chết đại quân bật hết hỏa lực, 3 ngày thời gian, liền có thể đem địa cầu phủ kín. Tại Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, giấu ở chỗ tối tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cùng nàng các đồng bạn, đồng dạng cảm động đến lệ rơi đầy mặt, cũng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Tại vừa rồi Tống Thư Hàng đưa ra tam lãng linh kiện chất đầy thế giới giả thiết một sát na kia. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ đơn giản đã tuyệt vọng. Nàng nghĩ đến cái kia hình ảnh, cũng cảm giác căng cứng. Tốt tại, bạch thiên đạo như là này đáng tin. Loại này nỗi lo về sau cũng bị giải quyết triệt để. Chờ tất cả thành viên chôn xong bất hủ chi cốt về sau, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Muốn đi rồi sao? Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên mở to mắt, lên tiếng hỏi. Hừm, muốn đi, bất quá, dù cho ta đi. Kỳ thật ta vẫn là mỗi giờ mỗi khắc bồi bạn đại gia. Siêu thoát ta, đã không nhận thời gian, không gian hạn chế ta không chỗ nào không có. Tống Thư Hàng soái khí nói.
cho dù hắn mang bạch tiền bối là rời đi, nhưng không chỗ nào không có tính chất, nhưng hắn lấy một loại khác thường nhân không thể nào hiểu được phương thức, một mực cùng tất cả mọi người cùng ở tại. Hoàng Sơn tiền bối nghe đến đó lúc, chẳng những không có cảm động, ngược lại run rẩy từ áo khoác bên trong túi bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, thủ pháp có chút lạ lẫm đổ ra hai hạt, nuốt vào. Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn tiền bối phản ứng, cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt a. Chẳng lẽ đối Hoàng Sơn tiền bối tới nói, có đại bá Tống tại liền tốt, hắn tiểu thư hàng không chỗ nào không có lời nói, ngược lại sẽ rất đau gan. Đây là thuốc giải rượu. Lúc này, Hoàng Sơn tiền bối lộ ra một cái nụ cười ấm áp, giải thích nói. Sau đó, Hoàng Sơn tiền bối đứng dậy, dùng hết toàn lực cho Tống Thư Hàng một cái ôm, vất vả ngươi, Thư Hàng. Rõ ràng là tương lai trách nhiệm, lại đều đặt ở ngươi đi qua đầu vai. Ta cái này làm tiền bối, ngược lại không giúp được bất cứ cái gì. Muốn cảm tạ người là ta à, Hoàng Sơn tiền bối. Cảm ơn ngươi lúc trước kéo ta tiến Cửu Châu Nhất Hào quần, cảm ơn ngươi lúc trước không có trước tiên đem ta đá, tạ ơn quần bên trong tiền bối, một mực kiên nhẫn ôn nhu chỉ đạo ta tu luyện. Tống Thư Hàng xuất phát từ nội tâm nói, ta có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần, thật sự là quá tốt. Gặp được như thế một đám đặc thù các tiền bối, thật sự là quá tốt. Hôm nay trước một chương, ngày mai đại kết cục. Buổi tối hôm nay vốn là ấp ủ hơn nửa ngày tình cảm, muốn một mạch mà thành, trực tiếp viết cái siêu đại chương, tại tháng 2 ngày đầu tiên vì tu liêu dài đến 4 năm liên tái kết thúc công việc. Nhưng mà cảm xúc không tới vị. Mặt khác, đón lấy đến ta sẽ đem bản bút ký bên trên máy vi tính tất cả nhớ kỹ hố to hố nhỏ đảo lộn một cái. Nhìn xem có cái gì nhất định phải giao phó chi tiết. Có nhất định phải giao phó, ta ngay tại ngày mai đại kết cục bên trong nói rõ ràng. Không phải quá trọng yếu chi tiết, ta liền phóng tới trong phiên ngoại. Trước kia cùng Miêu Phượng trò chuyện lúc, ta còn nói đùa nói, ta muốn tại 15 tháng 2, nói đúng ra hẳn là ngày 16 tháng 2, cùng trong sách thời gian đồng bộ, hoàn thành đại kết cục. Nhưng hôm nay bắt đầu ở trên bàn phím đánh xuống chương tiết tên. Lại phát hiện, thời cơ đã đến. Có lẽ kẹp lấy trong sách thời gian cùng hiện thực đồng bộ, hoàn tất rất có ý nghĩa. Nhưng ta hẳn là ở thời điểm này, cho tu liêu một cái đại kết cục. Cảm ơn mọi người 4 năm qua ủng hộ. Đối Tống Thư Hàng tới nói, gặp được Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối, thật sự là quá tốt. Với ta mà nói, gặp được tu liêu nhiều như vậy độc giả, thật sự là quá tốt. 4 năm, cảm giác thật dài. Nhưng lại cảm giác tựa hồ lập tức liền đi qua. Rõ ràng mơ hồ còn cảm giác, chính mình mới vừa thượng truyền tu liêu. Trở lên. Sau đó, ta trước bế quan, ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Sau đó, ngày mai chính thức kết cục á. Sau đó lại cho ta chính thức viết cái hoàn bản cảm nghĩ. Như mọi khi, tác gia chương lúc ta đã ngủ nên phải hôm sau mới CV được, điều đó đồng nghĩa hôm nay là đại kết cục, có lẽ phá lệ một lần. Nay ta sẽ thức đêm chờ chương cuối. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, cùng phổ thông tu luyện giả có rất lớn khác biệt. Trên thế giới này, cũng chỉ có bọn này khả ái thành viên, có thể tiếp nhận 2019 năm lúc, cái kia hoàn toàn là manh tân Tống Thư Hàng. Còn khắp nơi vì Tống Thư Hàng cân nhắc, dẫn đạo hắn đạp vào con đường tu luyện. Nếu lúc trước Tống Thư Hàng tiếp xúc đến tu chân thời cơ là cách khác lời nói, hắn hiện tại, khả năng vẫn chỉ là cái nhất nhị phẩm tiểu tu sĩ. Hoàng Sơn tiền bối, chờ sau khi trở về, ta sẽ cố gắng trở thành một đáng tin đại tiền bối. Tống Thư Hàng cuối cùng, hướng cái này thời đại Hoàng Sơn mụ mụ bảo đảm nói. Sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ giống tương lai đại bá Tống một dạng, trở thành một chỉ không cho Hoàng Sơn mụ mụ nuốt thuốc Tống Thư Hàng. Hắn hiện tại đã siêu thoát bất hủ, có thể chớp mắt bên trong nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả tri thức. Nói cách khác, tại thông hướng đáng tin đại tiền bối trên đường, kỳ thật cuối cùng cần cải biến, chỉ còn tâm tình của hắn. Hoàng Sơn tiền bối hơi suy nghĩ một chút nói, đã như vậy lời nói, không bằng ngươi thử nghiệm. Vừa mới nói được nửa câu lúc, Hoàng Sơn tiền bối liền phát hiện ôm ấp lấy bá Tống, khí chất đã phát sinh chuyển biến. Lãng lãng tiếu dung biến thành đáng tin mỉm cười. Cả người cũng trở nên ổn trọng lên. Là đại bá Tống. Liền không thể dễ cho ta nói hết sao? Hoàng Sơn mụ mụ ngầm thở dài, lạ lẫm lại thuần thục móc ra bình thuốc, đổ ra hai hạt năm 2020 Thư Hàng, cự ly trở thành một hợp cách đại tiền bối, còn gánh nặng đường xa đến hung ác đây.
Đối diện đại bá Tống mỉm cười. Là thuốc giải rượu, Hoàng Sơn mụ mụ giải thích nói. Hừm, ta đã biết, Hoàng Sơn tiền bối. Đại bá Tống một mặt đáng tin trả lời. Hoàng Sơn mụ mụ ngẩng đầu vọng thiên. Sau đó, hắn đem đổ ra thuốc hạt một lần nữa nhét về bình thuốc. Nếu như năm 2020 Tống Thư Hàng muốn trở thành một cái đáng tin đại tiền bối lời nói, năm 2020 hắn, hẳn là sẽ giống như hắn, làm ra lựa chọn giống vậy a. Dù sao, đều là hắn. Mặt khác có chút tiếc nuối là, Tống Thư Hàng rời đi về sau, bạch tiền bối cũng đi theo rời đi. Thoáng có chút không nỡ. Cái thế giới này, quả nhiên một cái tương lai bạch. Cửu Châu Nhất Hào quần thiếu đi A Bạch về sau, luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì. Thực tên hâm mộ năm 2020 thời đại đạo hữu nhóm. Năm 2020 ngày 16 tháng 2. Chư thiên vạn giới, bá giới. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối thân ảnh lặng yên hiển hiện. Bả vai của hai người bên trên các khiêng một cái thổ đặc sản bao khỏa. Bạch tiền bối mang về chính là dùng còn lại đệ tứ thiên đạo bất hủ cắt sỏi. Tống Thư Hàng mang về, thì là tràn đầy một bao khỏa áp xúc ngàn năm tâm ma, những thứ này tâm ma chỉ ít trong tương lai Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên trong lòng phát dục ngàn năm lâu, cảm giác hơn xa phổ thông tâm ma. Cùng một gốc chờ lấy hắn thanh toán ngàn năm tiền lương thông nương ý thức. Tại Tống Thư Hàng thân ảnh tái hiện chớp mắt bên trong, một thân vật trang sức đều từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra, vũ trang toàn thân. Trở về rồi, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Sau đó nàng lại nhìn phía Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối. Hai cái này chư thiên vạn giới trước mắt mạnh nhất tồn tại, bao lớn bao nhỏ mang theo. Hình tượng này, luôn cảm giác có chút không hài hòa. Đây là nguyên liệu nấu ăn, để ăn mừng quá khứ, hiện tại, tương lai kiếp nạn giải quyết, đến lúc đó chúng ta muốn mở một lần to lớn yến hội. Ân, đợi lát nữa ta lại lặng lẽ đi cư sĩ tiền bối thiên kiếp bên trong, xoa mấy cây các loại thuộc tính cửu phẩm thiên kiếp đi ra. Tống Thư Hàng nói, nước bọt đều đi ra. Sở Các Chủ ngốc mau trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao đáp lại bá Tống. Còn có đây là thông nương ý thức, ta còn phải đi một chuyến đệ ngũ thiên đạo tiên tử cái kia, đem thông nương nhục thân cho mang về. Tống Thư Hàng lại lắc lắc bản thân bọc nhỏ, giải thích nói. Tiểu thông nương tìm được, trong tương lai tìm tới. Sở Các Chủ ngốc mau nhẹ nhàng chọc chọc bọc nhỏ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Sở tiền bối. Người bây giờ thân thể mọc tốt sao? Thông nương thanh âm vang lên. Nhưng thanh âm này cùng Sở Các Chủ ngốc mau ấn tượng bên trong cái kia manh manh thanh tuyến khác biệt, cái này thông nương thanh âm gọn gàng, còn có chút anh tuấn cảm giác. Sở Các Chủ ngốc mau hoãn hoãn cuốn thành dấu chấm hỏi. Hình dạng, thông nương nàng biến hóa cũng lớn, chờ nàng khôi phục về sau, Sở Các Chủ ngươi cũng không nên kinh ngạc. Tống Thư Hàng cười nói. Dứt lời. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối lại tới bá giới trọng yếu nhất vị trí. Lý Âm Trúc vẫn còn bế quan trạng thái, kế thừa bá ấn quyền hạn, nàng vẫn phải bế quan một đoạn thời gian rất dài, thời gian này khả năng đến theo năm làm đơn vị. Một cái khác nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu thì ghé vào Lý Âm Trúc trên đùi, đang ngủ say nàng là tại vì tỷ tỷ Tiểu Âm Trúc hộ pháp. Tống Thư Hàng lặng lẽ tại Tiểu Âm Trúc bên người buông xuống một cái hộp quà. Cái này hộp quà, sẽ tại một tháng sau. Tự động mở ra. Là Tống Thư Hàng vì Tiểu Âm Trúc chuẩn bị quà sinh nhật đương hộp quà mở ra về sau, Lý Thiên Tố đạo trưởng đem lấy linh quỷ thân thể hiển hiện. Bạch tiền bối thì thuần thục vì Tiểu Âm Trúc di thực một hạt xử lý qua bất hủ cắt sỏi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thấy cảnh này, ngây ngẩn cả người, bất hủ cắt sỏi. Đệ tứ thiên đạo thân thể. Sở Các Chủ ngốc mau nghi ngờ nói, đệ tứ thiên đạo thân thể, các ngươi không phải muốn giữ lại. Vì A Bạch siêu thoát làm nền sao? Đây là từ tương lai mang về thổ đặc sản. Bạch tiền bối giải thích nói, người người có phần. Sở Các Chủ, các ngươi quản cái này gọi là thổ đặc sản. Không hổ là ta chủ. Bia đá đạo hữu vì Bạch tiền bối điểm tán chỉ cần là Bạch, với hắn mà nói đều là chủ nhân. Hừm, pháp khí cũng có phần. Bất quá pháp khí muốn thế nào cấy ghép bất hủ cắt sỏi, ta đến lúc vẫn phải thí nghiệm bên dưới Bạch tiền bối cười nói. Tạ ơn Bạch Thiên Đạo, đến lúc đó ta muốn lấy đương vật thí nghiệm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối xung phong nhận việc. Lúc này, Tiểu Lăng Tiêu có chút mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn về phía Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng, A Bạch, A Tống ba ba. Nàng xem ra còn rất buồn ngủ bộ dáng. Tiểu Lăng Tiêu ngủ tiếp một hồi,
thời gian còn sớm. Bạch Tiền Bối duỗi tay cho Tiểu Lăng Tiêu cho ăn một hạt bất hủ cát sỏi. Tiểu Lăng Tiêu há mồm nuốt vào, phát ra một chuỗi tinh tế tiếng cười, sau đó một lần nữa híp lại con mắt, ghé vào Tiểu Âm Trúc trên đùi, lại ngủ thiếp đi. Nàng là thiên đạo hậu thủ, có thể trực tiếp dùng loại phương thức này, dung hợp bất hủ cát sỏi. Tống Thư Hàng cương chiều mà ngắm nhìn hai cái nữ nhi, thân hình lặng lẽ rút đi. Tiếp đó, Xích Tiêu kiếm đạo hữu bồi ta đi làm thí nghiệm. Thuận tiện lấy, chúng ta lại đi thu hoạch một số tà vọng, làm yến hội nguyên liệu nấu ăn. Bạch Tiền Bối nói. Vậy ta đi một chuyến đệ ngũ thiên đạo tiên tử cái kia, thông qua nàng đem thông nương thân thể tìm trở về. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó đêm nay, mở đại yến hội, Bạch Tiền Bối rất ưa thích loại này yến hội cảm giác, ta lại tìm Long Lạc Béo Cầu nữ sĩ, muốn chút rượu tới. Ban đêm tập hợp, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Luân hồi chi địa, đệ ngũ thiên đạo tiên tử biến thành luân hồi ấn vị trí. Tại luân hồi nhận tiên tử dẫn dắt bên dưới. Tống Thư Hàng thời gian qua đi mấy ngày sau, lại một lần đến chỗ này. Đến, luân hồi nhận tiên tử buông ra bá tống tay cũng vừa lòng thỏa ý. To lớn luân hồi ấn, tại đệ tứ đen kịt thiên đạo bị vật lý tẩy trắng về sau, yên tâm bên trong còn sót lại chấp niệm, trở nên càng thêm thông thấu. Luân hồi mới hệ thống, tiến vào viên mãn giai đoạn. Tống Thư Hàng mặt hướng luân hồi ấn, hai tay hợp trưởng nhẹ nhàng cúi đầu. Cái này cúi đầu. Là thế chư thiên vạn giới thương sinh mà bái. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử, có thể nói là lịch đại thiên đạo bên trong, tối vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ thiên đạo cùng đệ tứ thiên đạo, cơ hồ là hoàn toàn tương phản cực đoan. Nàng thân hóa luân hồi, tạo phúc chính là chư thiên vạn giới chúng sinh. Sở các chủ ngốc mao, bia đá đạo hữu, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử chúng vật trang sức, đều theo Tống Thư Hàng, đối luân hồi ấn hợp trưởng cúi đầu. Lần này có thể thuận lợi đem đệ tứ thiên đạo triển ép, cưỡng ép tẩy trắng, cũng may mà tiên tử ngươi lưu lại nhằm vào đệ tứ thiên đạo ức loại hậu thủ phương án. Nếu như không có tiên tử lời nói, ta cùng Bạch Tiền Bối muốn đem đệ tứ thiên đạo truy bạo, chỉ sợ phải bỏ ra rất lớn đại giới. Tống Thư Hàng ngồi vào luân hồi ấn bên cạnh, giảng tố nói. Luân hồi ấn nhẹ nhàng chấn động, sau đó bên cạnh luân hồi nhận tiên tử phiên dịch nói, không cần cảm tạ, tại đối phó đệ tứ thiên đạo sự bên trên. Chúng ta là quan hệ hợp tác, nếu như muốn cảm tạ, chúng ta ngược lại còn muốn cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta chấm dứt chấp niệm. Tống Thư Hàng cười gật đầu, sau đó lại lấy ra thông nương ý thức nói, mặt khác, ta đem thông nương ý thức từ tương lai mang về. Tạ ơn bá Tống đạo hữu. Luân hồi nhận tiên tử tiến lên, nhẹ nhàng tiếp được thông nương ý thức, đưa nàng mang cho luân hồi ấn bên cạnh. A, à, đây là làm gì? Thông nương sững sờ. Thông nương ngươi không cần phải gấp gáp. Luân hồi hệ thống giờ đây đã viên mãn, hiện tại chỉ là muốn đi cái chương trình. Sau đó, đem nhục thể của ngươi mang về. Luân hồi nhận tiên tử giải thích nói. Thông nương ý thức bị dẫn vào luân hồi ấn bên trong, xem như đi cái hình thức, bổ đủ luân hồi hệ thống cuối cùng một vòng. Mà tại luân hồi ấn chỗ sâu, một cái tóc dài bản thông nương đang tại tách rời. Dự tính mấy phút sau, một cái nhảy nhót tưng bừng thông nương liền trở lại. Cuối cùng. Ta còn có cái vấn đề riêng, muốn trưng cầu bên dưới đệ ngũ thiên đạo tiên tử. Tống Thư Hàng nhu thuận ngồi xuống, thỉnh giáo. Hắn loại này nhu thuận hiểu chuyện tư thái, từ nhiễm lên tam lãng bệnh về sau, hiếm khi thấy một lần. Phi thường chân quý. Luân hồi nhận tiên tử phiên dịch nói, bá Tống đạo hữu xin hỏi. Tiên tử có thể hay không lặng lẽ nói cho ta biết, A thập lục trạng thái, có phải hay không khác loại vạn giới duy nhất? Tiên tử ngươi là có hay không tại siêu thoát trên đường, cũng bước ra nửa bước. Tống Thư Hàng trưng cầu nói. Trong tương lai tử thế giới bên trong, tại Cửu Châu Nhất Hào Quần trên yến hội, hắn cũng nhìn thấy một cái mọc ra khả ái long giác A thập lục. Nhưng là cái kia A thập lục nhìn, tựa như là một cái hình chiếu. Tương lai Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên khác, nhìn không ra dị dạng. Nhưng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, đều đã nhận ra điểm này khả năng tương lai tử cũng có phát giác. Loại này đặc tính, cùng vạn giới duy nhất có rất nhiều chỗ tương tự. Đệ ngũ luân hồi tiên tử, rất có thể cũng tại siêu thoát trên đường bước ra nửa bước. Ngươi sẽ cảm giác khó mà tiếp nhận sao? Tô thị A thập lục hiện tại trạng thái, trong thân thể có được như vậy nhiều cái A thập lục. Luân hồi nhận tiên tử phiên dịch, hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên sẽ không, nói thế nào tốt đâu,
dù sao đây cũng là loại người trưởng thành tình thú nha. Tạ ơn, luân hồi ấn bên trong, truyền ra một cái nhẹ nhàng tiên tử thanh âm, người muốn đương ba ba. Ta đã là rồi, Tống Thư Hàng trả lời. Cũng thế, luân hồi ấn bên trong tiên tử thanh âm phát ra một trận êm tai tiếng cười, quên ngươi có cái bản thân sinh nữ nhi. Sau khi cười xong, luân hồi ấn bên trong cái kia tiên tử thanh âm lại nói, như vậy, ta liền chính thức đem bản thân yêu mến nhất hài tử, A Thập Lục giao cho ngươi. Yên tâm giao cho ta đi, Tống Thư Hàng nói, 10 tháng về sau, ta liền đem ngài tôn nữ ôm tới. Nói cẩn thận, sẽ ngôn xuất pháp tùy, luân hồi nhận tiên tử nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, thông nương thân thể cùng luân hồi ấn tách rời hoàn tất. Lúc này, thông nương cách ăn mặc vẫn là biến mất lúc trước bộ sườn xám cách ăn mặc. Thân hình của nàng từ luân hồi ấn bên trong bước ra. Hơi có chút không quen a. Thông nương khoát tay áo, đối với mình lúc này trang phục rất không quen. Còn có cái kia tóc dài. Thông nương duỗi tay vạch một cái, tóc dài bị nàng trẻ thành soái khí tóc ngắn, tự cùng tương lai từ thời đại kia một dạng. Hoan nghênh trở về, thông nương. Tống Thư Hàng đứng dậy, nghênh đón tiếp lấy. Tiền lương, thông nương nhìn thấy Tống lão bản về sau, nghiêm mặt, duỗi ra bản thân xanh nhạt ngón tay, 1.000 năm tiền lương. Vô địch thiên hạ bá Tống biểu lộ rõ ràng cứng đờ, chột dạ phản bác, đây là năm 2020. Ta mặc kệ, thông nương chân thành nói, ta thế nhưng là nghiêm túc đánh 1.000 năm công. Trước thiếu, Tống Thư Hàng đại thủ vạch một cái, soái khí nói, một hồi ta tìm bạch tiền bối mượn đi. Mặc dù hắn bây giờ có thể tùy thời biến ra một đống lớn linh thạch đến, nhưng dạng này linh thạch là không có linh hồn. Hãy tìm bạch tiền bối mượn đi thôi. Vừa vặn có thể làm sâu sắc bên dưới hắn cùng bạch tiền bối ở giữa nhân quả. Chỉ muốn ta mượn linh thạch đủ nhiều, cùng bạch tiền bối ở giữa nhân quả liền đoạn không được. Tốt, vậy trước tiên thiếu, thông nương soái khí vẩy lên tóc ngắn, nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một gốc tiểu miêu, rơi vào Tống Thư Hàng trên bờ vai. Như vậy đệ ngũ thiên đạo tiên tử, chúng ta trước cáo biệt. Tống Thư Hàng đứng dậy, đối luân hồi ấn nói. Gặp lại, bá Tống đạo hữu. Luân hồi nhận tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng thân ảnh, dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn rời đi sau. Luân hồi ấn bên trong cái kia tiên tử phát ra tiếng nói, đệ bát thiên đạo cầu thiên đạo hậu thủ, thành hắn con gái ruột. Thứ bảy thiên đạo thì càng không cần phải nói. Hắn cùng Thư Hàng ở giữa nhân quả quá sâu, sâu đến đều nhanh chói đến cùng một chỗ, trở thành một cổ. Đệ lục thiên đạo công đức võng lạc cùng vị kia công đức xà mỹ nhân cùng một chỗ, đều đã trải qua dung nhập vào tu liêu trường sinh chi đạo. Đệ tam thiên đạo sáng tạo linh quỷ trình lâm tiên tử, hạch tâm thế giới đều cùng Thư Hàng khóa lại lấy. Còn có Diệp Tư tiên tử lúc này đã A Thập Lục cùng một chỗ, kết khế ước. Đệ nhị thiên đạo càng là liền vô cùng chân quý thứ ba thần nhãn đều đưa ra ngoài, thành bá Tống một phần thân thể. Ngoại trừ thần bí khó lường đệ nhất thiên đạo bên ngoài. Cũng chỉ có đệ tứ thiên đạo, đầu sắt vô cùng, kết quả bị cưỡng chế tẩy trắng. Bất quá, A Thập Lục cũng không phải nữ nhi của ta. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử thanh âm cười nói, sở dĩ, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi 10 tháng về sau, muốn làm sao mang cho ta cái tôn nữ trở về. Thiên Hà Tô Thị. Tô Thị thành viên y như dĩ vãng bận rộn lấy. Độc thuộc về A Thập Lục biệt viện bên trong. Tô Thị A Thập Lục chính thân người cong lại, đối trước mặt một con mèo nhỏ làm ra đe dọa động tác. Diệp Tư bán thân từ A Thập Lục thân thể sau hiển hiện, trong tay chính giơ một bản thời gian mang thai bảo dưỡng sổ tay, chọn trong đó trọng điểm niệm cho Tô Thị A Thập Lục nghe. Diệp Tư tỉ tỉ, đừng có lại niệm, nghe nhiều sọ não đau. Tô Thị A Thập Lục bịt lấy lỗ tai, trên giường lăn lộn nói, loại vật này, vì cái gì không cho điềm đạm nho nhã tiểu thập lục số 83 đi ra nghe a? Tại sao phải ta đến? Bởi vì nàng không cần, mà ngươi cần nghe. Diệp Tư nghiêm túc nói, ngươi quá nguy hiểm. Ta cũng không phải tam lãng tiền bối, ta chỉ là so với cái khác tiểu thập lục, thoáng như vậy hiếu động một chút xíu. Tô Thị A Thập Lục duỗi ra ngón tay, ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay nho nhỏ cự ly. Điểm này đinh cự ly bên trong, liền có một cái đầu ngón tay vũ trụ chênh lệch. Diệp Tư duỗi nhẹ tay chạm nhẹ sờ A Thập Lục, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nếu như ngươi không nghe lời nói, vậy liền đổi cái khác tiểu thập lục đi ra. Tô Thị A Thập Lục một mặt tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn trần nhà.
Khi nàng nhìn trần nhà lúc, liền phát hiện trời hóa trên bảng tung bay một bóng người. U, Hiếu Động Tiểu Thập Lục, còn có Diệp Tư Sư Tỷ. Tống Thư Hàng hướng phía hai người ngoắc nói sở dĩ gọi Diệp Tư Sư Tỷ xưng hô thế này, đương nhiên cũng là người trưởng thành tình thú. Tương lai tử sự tình xong xuôi, Hiếu Động Tiểu Thập Lục ho nhẹ một tiếng, điềm đạm nho nhã ngồi bên dưới, còn duỗi tay kéo kéo mép váy, phòng ngừa bản thân lộ quang. Quá khứ, hiện tại, tương lai mọi chuyện cần thiết, trên cơ bản xử lý thỏa đáng. Còn có một số cái khác thời gian trường hà phương diệt, chỉ muốn ta dần dần đồng bộ vạn giới duy nhất hiệu quả, tất cả vấn đề cũng có thể từng bước một được đến giải quyết. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sở dĩ, muốn mở yến hội ăn mừng sao? Tô Thị A Thập Lục hai mắt sáng lên nói. Tại mở yến hội trước, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay lắc lắc nói. Hẹn hò đi, A Thập Lục, Sư Tỷ. Như vậy vấn đề tới. Diệp Tư mở rộng ra hai hòa, tại trong tay nàng xuất hiện mấy trăm cái Tô Thị A Thập Lục hư ảnh, đặt câu hỏi, tuổi trẻ bá Tống A, người muốn hẹn hò chính là cái này Kim A Thập Lục đâu? Vẫn là cái này Ngân A Thập Lục, vẫn là cái khác mấy trăm A Thập Lục. Ha ha ha, trên trần nhà bá Tống phát ra tiếng cười đắc ý, ta thế nhưng là siêu thoát bất hủ bá Tống, đương nhiên là từng cái hẹn hò qua tới rồi. Người có thời gian này sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Ta đã siêu việt thời gian, người cứ nói đi. Tống Thư Hàng trả lời. Chỉ muốn hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem thời gian chơi hỏng. Có thể tại mỗi lần hẹn hò sau khi kết thúc, tại giữ lại A Thập Lục ký ức điều kiện tiên quyết tiến hành thời gian nghịch chuyển, cũng có thể đem thời gian thiết cắt thành mấy trăm khác biệt chi nhánh. Tại hẹn hò sau khi kết thúc tiến hành kiểm chế, còn có thể để thời gian tạm dừng. Một hơi tiến hành mấy trăm lần hẹn hò về sau, lại để cho thời gian bắt đầu lưu động. Đêm, Nho Gia Kim Liên thế giới. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên gặp nhau một đường. Nói đúng ra, từ Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đồng bộ chứng đạo, cũng vì quần bên trong thành viên từng cái bổ túc chín long văn ngày đó trở đi, quần bên trong đại bộ phận thành viên còn không có tản ra. Bổ túc cửu long văn về sau, quần bên trong thành viên có quá nhiều cảm ngộ cùng mới lý giải. Cần gấp một lần biện pháp để tiêu hóa. Mấy ngày nay thời gian, quần bên trong tất cả thành viên, ban ngày luận pháp, ban đêm tiêu hóa ban ngày thu hoạch, một mực tiếp tục đến hôm nay. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối ra mặt muốn mở một lần yến hội, căn bản không cần phát thiếp mời, tất cả mọi người tại. Đêm nay, cùng tương lai tử thế giới lần kia yến hội một dạng. Tống Thư Hàng dùng phóng khoáng phương thức, đem chọn cái quần bên trong tất cả thành viên quán say mềm. Sau đó, từ Bạch Tiền Bối xuất thủ vì tất cả thành viên từng cái vùi sâu vào bất hủ cát sỏi. Làm xong cái này hết thảy về sau, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối hai người ngồi ở yến hội ven hồ, nấu tiên trà, hai người các bưng lấy chúc chén, nhẹ nhàng nhấc tiên trà. Nước trà sương mù bên trên đằng, đem hai người bao phủ, như là tiên cảnh. Nơi xa, Tô Thị A Thập Lục mơ mơ màng màng ở giữa tỉnh lại, sau đó thuận mùi đi vào Tống Thư Hàng bên người. Co giò uốn tại bên cạnh hắn. Da đen tử hiện thân, thay Tô Thị A Thập Lục đắp chăn đơn. Sau đó nàng lại đi đem bản thân bản thể cũng chuyển đến, đồng dạng đắp lên cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Mấy tức sau, hư không một trận dung chuyển, Bạch Tiền Bối hình chiếu hóa thân vượt không mà tới. Hắn ngáp ngồi vào Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng đối diện, thuần thục từ Bạch Tiền Bối trong tay tiếp nhận một chén tiên trà. Tam nhãn thiên đạo cùng thiên đạo cẩu đản cha nàng, về sau lại đến đi đâu rồi? Bạch Tiền Bối hỏi vấn đề này, hẳn là cẩu đản cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ủy thác hắn nhắc tới hỏi. Từ thiên đạo chi vị bên trên bỏ học cựu thiên đạo, không cách nào lâu dài tiến vào hiện thế, lại không cách nào ở tại thiên đạo thứ nguyên, sở dĩ phải khai ích một cái chỉ có bỏ học thiên đạo có thể đi vào thế giới bên trong. Ta đã đáp ứng hai vị thiên đạo tiền bối, trong thời gian kế tiếp. Sẽ vì bọn hắn sáng tạo cơ hội. Chí ít có thể để bọn hắn có thể giống đệ ngũ thiên đạo tiên tử như vậy, đem chân thân lưu tại hiện thế. Tống Thư Hàng đáp, thiên đạo đại bạch đâu? Bạch Tiền Bối hỏi, có thể nhượng hắn cũng trở về sao? Có thể, nhưng cần một chút thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu xác nhận nói muốn chờ Bạch Tiền Bối tốt nghiệp về sau, miễn cho tại Bạch Tiền Bối siêu thoát quá trình bên trong, phát sinh tin tức quấy nhiễu dây dưa. Có thể là được. Thời gian bao lâu ta ngược lại không thèm để ý. Cái kia cắt ta chân làm thí nghiệm ra hỏa, ta ước gì hắn ăn nhiều một chút khổ. Bạch Tiền Bối giọng căm hận nói.
Đang khi nói chuyện, hắn thấy được bên cạnh Vũ Nhu Tử, ánh mắt biến nhu hòa. Bạch Tiền Bối duỗi ra tay, ôn nhu mơn trớn Vũ Nhu Tử tóc dài. Chiếu cố thật tốt nàng, phải giống như ta chiếu cố ngươi một dạng. Bạch Tiền Bối nói. Tự nhiên, Tống Thư Hàng bảo đảm nói. Vậy ta đi về trước. Bạch Tiền Bối một thanh đem tiên trà uống xong, cửu u hiện tại tam khuyết một, ta đến một chuyến đều là trong lúc cấp bách bất thời giờ. Tam khuyết một, Tống U U, Tiểu Bạch, cậu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên Tiền Bối cũng trở về. Đây không phải là đã có bốn cái sao? Tống Thư Hàng sững sờ. Tống U U quá củi bắp, chúng ta không mang theo hắn chơi. Bạch Tiền Bối khoát tay áo, một mặt ghét bỏ nói. Tống Thư Hàng, gạch dưới. Cùng là cửu U chúa tể, Tống U U cũng quá thảm rồi đi. Bạch Tiền Bối, cũng phải chiếu cố thật tốt bên dưới Tống U U a, đứa nhỏ này không khỏi quá đáng thương. Tống Thư Hàng đau lòng nói. Không có việc gì. Chờ hắn từ tự bế bên trong đi ra về sau, chúng ta chơi cái khác hạng mục. Bạch Tiền Bối một bên khoát tay, một bên tiêu sái rời đi, lưu cho Tống Thư Hàng một cái cao lớn bóng lưng. Tống Thư Hàng, đều bị đánh tự bế rồi. Tống U U mấy ngày nay đến cùng kinh lịch cái gì a? Chờ Bạch Tiền Bối rời đi về sau, Tống Thư Hàng sau lưng lại truyền tới một trận lung la lung lay tiếng bước chân. Tống Thư Hàng vừa quay đầu. Quả nhiên liền phát hiện đáng tin Hoàng Sơn Mụ Mụ. Hoàng Sơn Mụ Mụ còn duy trì một số men say. Muốn tới chén trà không? Bạch Tiền Bối hỏi. Tạ ơn, Hoàng Sơn Mụ Mụ ngồi xuống, tiếp nhận tiên trà. Nhấp miệng về sau, hắn đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, lần này ngươi làm thật sự rất tốt. Hừm, mặc dù nghe tương lai Hoàng Sơn Tiền Bối khích lệ qua ta, nhưng quả nhiên ta vẫn là muốn lại nghe Tiền Bối ngươi khen ta một lần. Tống Thư Hàng cười nói. Hoàng Sơn Tiền Bối bưng lấy chén trà tay cứng đờ. Ta biết Hoàng Sơn Tiền Bối ngươi muốn nói cái gì. Kỳ thật ngược lại là ta, vẫn muốn cảm tạ Tiền Bối nhóm. Ta vẫn cho rằng, ta có thể gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, gặp được các Tiền Bối, có thể tiếp Bạch Tiền Bối xuất quan, thật sự là quá tốt. Tống Thư Hàng lần nữa đem câu này lời kịch đọc một lần. Hắn cảm giác mình có thể đem câu này lời kịch để công đức xà mỹ nhân thu xuống tới. Tương lai nếu như hắn tâm tính sập, liền trở lại tìm Hoàng Sơn Tiền Bối, để Tiền Bối lại khoa khoa hắn. Sau đó lại lần câu này lời kịch phát lại một lần. Ngươi thành thục không ít, Hoàng Sơn Tiền Bối cảm khái nói. Cùng một năm trước so sánh, Tống Thư Hàng trưởng thành rất nhiều. Bất quá, cự ly Tống Thư Hàng mục tiêu đáng tin đại Tiền Bối còn kém một chút xíu. Hoàng Sơn Tiền Bối cảm giác mình có thể trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực. Muốn hay không thử đương một đoạn thời gian quần chủ, tới chiếu cố Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong tất cả thành viên. Hoàng Sơn Mụ Mụ đề nghị. Một cá nhân muốn biến thành thục, nhất định phải nhiều một ít kinh lịch. Trở thành Cửu Châu Nhất Hào Quần quần chủ, chiếu cố lấy Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, Đậu Đậu, Diệt Phượng, Đông Phương Lục Tiên Tử, Bạch Tiền Bối chờ xa hoa trận doanh vây quanh cục diện, nhất định có thể để một cá nhân tâm thái thật nhanh thành thục. Mà cái này cũng là tương lai Hoàng Sơn Tiền Bối lúc ấy muốn đối Tống Thư Hàng đề nghị. Không cần một mực đương lấy quần chủ. Chỉ muốn nhậm chức một đoạn thời gian quần chủ, liền đầy đủ Tống Thư Hàng trưởng thành. Trở thành quần chủ, Tống Thư Hàng sững sờ. Hoàng Sơn Mụ Mụ đây là sự thực cho hắn mưu chiều xoán vì cơ hội. Có thể suy tính một chút, bởi vì cảm giác sẽ rất thú vị. Bên cạnh Bạch Tiền Bối nhấp một ngụm trà. Nghiêng nước nghiêng thành mặt ở trong sương mù như ẩn như hiện, khiến cho nhân tâm nhảy đều ra tốc lên. Tốt, cái kia để cho ta thử một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói. Vậy liền định như vậy, Hoàng Sơn Tiền Bối đứng dậy, duỗi tay từ trong ngực móc ra hai cái bình thuốc, dùng sức đưa chúng nó ném vào đến trong hồ nước đi. Sau đó, nho ra kim liên thế giới trên không, vang lên Hoàng Sơn Mụ Mụ vui sướng tiếng cười. Năm 2020 ngày 24 tháng 2, ngày thứ 2. Thời tiết vẫn như cũ mang theo từng tia hàn ý. Đó là cái không cẩn thận liền sẽ cảm mạo mùa, cần thiết phải chú ý giữ ấm. Hôm nay Cửu Châu Nhất Hào Quần, y như dĩ vãng náo nhiệt. Bắc Hà tán nhân, ta nghe Vũ Nhu Tử nói, hôm nay quần chủ phải thêm hai cái người mới tiến đến. Người mới đã tới sao? Một hơi hai cái người mới. Người mới là lai lịch gì? Chủ yếu là bá Tống hiện tại tu vi cảnh giới có chút cao, cũng không biết hắn kéo vào tới người mới,
sẽ tới hay không đầu rất lớn. Tô Thị A Thất nổi lên nói. Mặc kệ lai lịch lớn không lớn, dù sao đánh không chết ta. Đắc ý cười biểu lộ cuồng đao tam lãng, sở dĩ, người mới nhập quần về sau, ta đến mang đầu, muốn hắn hoặc nàng báo ba vòng, phát quả chiếu. Tam lãng A, mặc dù ngươi bây giờ không chết được. Bắc Hà tán nhân thở dài, tiếp tục trả lời, nhưng muốn thật chọc giận đáng sợ đại tiền bối, ngươi phải cẩn thận bị bắt đi qua tế thiên A. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ chết một lần về sau, bất hủ cát sỏi lực lượng sẽ nổ tung ngươi thi thể, để ngươi thân thể cũ bạo thành dư thừa linh lực. Ngươi bây giờ đã là tế thiên tốt nhất tế phẩm. Bắc Hà ngươi dám thì ta, làm sao ngươi biết ta lần trước bị luân hồi nhận tiên tử kéo đi tế thiên sự. Cuồng đao tam lãng cả kinh nói. Bắc Hà tán nhân. Ngươi cứ nhiên thật sự bị kéo qua đi tế thiên rồi. Lại nói, quân chủ thư hàng đâu? Đã phải thêm người mới, cũng không ra phát cái lời nói sao? Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi. Tầm Linh tiên tử, Vũ Nhu tử, Tống tiền bối tại cùng ta, A Thập Lục cùng một chỗ, phụng trộm đào thiên hà Tô Thị Linh mạch mỏ đây. Tống tiền bối hắn thiếu thông nương 1000 năm tiền lương, hiện tại đang tại đào Linh Thạch trả nợ đây. Thông nương lần này là thật sinh khí. Nếu như không cho nàng phát tiền lương, nàng liền muốn rời nhà đi ra ngoài. Hiện tại, ba người chúng ta đã đào ròng rã một ngày. Dứt lời, Vũ Nhu tử còn truyền chương tự chụp đi lên. Nàng một mặt bụi đất, ăn mặc chuyên nghiệp đào quáng sáo trang, trên đầu còn đỉnh lấy cái đèn mỏ. Tại nàng bên cạnh, là đồng dạng một mặt bùn Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục. Ba người đang tại lén lút đào lấy. Không chỉ có như thế. Tống Thư Hàng trên người còn mang theo thật nhiều vật trang sức giúp đỡ. Da đen tử, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, sở các chủ ngốc mao. Vũ Nhu tử sau lưng có thiên đế tử. A Thập Lục cùng Diệp Tư bên cạnh, lại có Bạch Long tỷ tỷ. Cái này tổ hợp, đào lên linh thạch đến, hiệu suất có thể tán. Diệt Phượng công tử, ha 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 Tô Thị A Thất. Lệ Chi tiên tử, cái này đào quáng tổ hợp, có chút đáng sợ. Đồng quái tiên sư, các ngươi hẳn là may mắn, bạch tiền bối không ở. Nếu không, tăng thêm bạch tiền bối lời nói, cái này tổ hợp mới càng đáng sợ. Đông Phương Lục tiên tử, vấn đề là, ngươi làm sao lại xác định bạch tiền bối không ở. Nói không chừng bạch tiền bối ngay tại bên cạnh đâu. Tóm lại, Tô Thị A Thất. Tô Thị A Thất, chấn kinh biểu lộ. Ba người các ngươi ở đâu? Một lát sau, A Thất phát giọng nói gầm thét lên. Vũ Nhu tử. Người bại lộ chúng ta là lặng lẽ mở thiên hà Tô Thị Linh mạch mỏ đào linh thạch, người vừa nói như thế, A Thất liền biết rồi. Đi 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 đi, Tô Thị A Thập Lục nói. Ha ha ha, các vị tiền bối, chúng ta trượt rồi A Thất tiền bối, đừng đến tìm chúng ta, người bắt không đến chúng ta. Vũ Nhu tử phát cái thắng lợi biểu lộ. Tô Thị A Thập Lục thì phát trương ba người lén lút mở cổng không gian, từ thiên hà Tô Thị mỏ linh thạch bên trong rút lui tự chụp. Tầm Linh tiên tử, Vũ Nhu tử, phía dưới chúng ta đi cái nào đào? Muốn hay không đi hỏa tinh bên cạnh sao băng đi, nơi đó có Hoàng Sơn tiền bối linh mạch quặng mỏ, ta đã từng đi qua. Thỏa quần chủ bá Tống đồng ý nói. Đợi đã, đây là Cửu Châu nhất hào quần, không phải chúng ta mấy cái Cửu Châu thập lục hào quần tiểu quần. Bại lộ, Tô Thị A Thập Lục lại nhắc nhở. Thập lục quần trước đó bại lộ, có nội gian, đem chúng ta bí mật nói cho Hoàng Sơn tiền bối. Hiện tại đã là Cửu Châu thứ 17 quần, Vũ Nhu tử nhắc nhở. Mặc kệ là mấy hào quần, chuyển tiểu quần, nhanh chuyển tiểu quần. Rút về tin tức, đừng cho Hoàng Sơn tiền bối nhìn thấy. Tống Thư Hàng vội vàng nói. ID tên là ta gọi Hoàng Sơn tài khoản thượng tuyến. Một lát sau, hắn yên lặng đem bản thân tài khoản đổi thành Hoàng Sơn mặc dù về hưu, nhưng tâm vẫn là thật mệt mỏi cực dài quần tên. Ta lúc đầu đem bình thuốc ném vào đến trong hồ hành vi, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Đậu đậu, hổ sờ Hoàng Sơn đại ngốc, đừng khóc, tự mình làm quyết định, cắn răng cũng phải tiếp nhận xuống tới. Phá Dương kích Quách Đại, giận xoa trên lầu chó đầu biểu lộ. Đậu đậu bản, đậu đậu, dược sư, bá Tống thiên đạo, người phải thêm người mới đâu? Lai lịch ra sao? Có hai cái người mới. Một cái là cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử thu nhận đệ tử, là vị tiên tử, là cái tiểu manh tân, mới tam phẩm cảnh giới, đạo hiệu là cái gì sinh ý đều muốn đoạt. Ta hôm trước tại tiên tử cái kia bán đồ đổi linh thạch lúc, liếc mắt liền chọn chúng vị này tiểu tiên tử,
cảm giác nàng và chúng ta quần hữu duyên. Vừa vặn bổ sung bên dưới chúng ta quần bên trong máu mới. Chờ thời cơ chín muồi, có thể thuận nàng đường dây này, đem cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử cũng kéo đến quần bên trong. Đến lúc đó chúng ta mua đồ liền dễ dàng hơn, Tống Thư Hàng cơ chí nói. Thất sinh phù phủ chủ, tán. Thông Huyền đại sư, ngón tay cái biểu lộ. Liền đại tiền bối thất tu thánh quân cũng tán đồng gật đầu, có thể dựng vào cái gì đều có thể bán đại lão đường dây này, đối quần bên trong đạo hữu mà nói, đích thật là cái cơ hội tốt. Còn có cái người mới là cái đạo trưởng, là Bích Thủy Các một vị thành viên. Rất thú vị một vị đạo hữu, hắn đại biểu Bích Thủy Các thế lực, gia nhập chúng ta quần nhóm lớn thể. Vị đạo hữu này, có thể tốt đùa giỡn, Tống Thư Hàng cười nói. Hắn nói là tán đạo nhân. Vậy ngươi ngược lại là thêm A, đã tại tuyến, liền đem người mới kéo vào đến A. Tuyết Lang Động chủ nói. Chờ một chút, ta đi trước đón lấy Ngư Kiều Kiều, sau đó lập tức liền thêm người mới. Tống Thư Hàng hì hì cười nói. Tiếp Ngư Kiều Kiều làm gì? Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá nghi hoặc hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi đem Bạch Long tỷ tỷ tỉnh lại, vừa vặn tiếp Ngư Kiều Kiều quá khứ, cọ điểm long khí. Tống Thư Hàng phát cái dựng thẳng lên ngón cái biểu lộ nói. Đông Phương Lục tiên tử nhíu mày, làm sao cảm giác Thư Hàng giống như rất bận rộn bộ dáng. Trên thực tế, Tống Thư Hàng lúc này thật là có chút ít bận bịu. Lúc này ngoại trừ tại quần bên trong nói chuyện phiếm, mang theo A Thập Lục, Vũ Nhu Tử đào quáng bên ngoài, tại thiên đạo thứ nguyên bên trong, Tống Thư Hàng ý chí đang cùng Bạch Tiền Bối tiến hành sau cùng điều chỉnh. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, bọn hắn đã thành công để tinh khiết đệ tứ thiên đạo thân thể tạp vị, trở thành không có cảm ngộ thiên đạo người máy. Kế tiếp, chính là một bước cuối cùng. Bạch Tiền Bối siêu thoát bất hủ. Bạch Tiền Bối, chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng ý chí lên tiếng nói. Hừm, kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là một mực kéo lấy, sau đó kéo tới hôm nay. Bạch Tiền Bối đứng dậy, chậm rãi nói, hiện tại ta có chút do dự. Ta siêu thoát, có thể sẽ so ngươi trước mắt trạng thái. Càng tiến một bước, Tống Thư Hàng trước mắt còn tại hoãn hoãn tiến hành vạn giới duy nhất tiến triển. Mà lại, hắn lựa chọn giữ lại tất cả Tống Thư Hàng, chỉ là giải quyết tiếc nuối hoặc chấp niệm, nhưng cũng không đem tất cả bá Tống đều chỉnh vào đến duy nhất bên trong. Nhưng Bạch Tiền Bối khác biệt. Bạch Tiền Bối kỳ thật đã sớm tại cái nào đó trình độ, đã hoàn thành vạn giới duy nhất. Ngoại trừ trước mắt cái này một giới bên ngoài, cái khác thế giới đã không có Bạch Tiền Bối tồn tại. Sở dĩ hắn siêu thoát, lại so với Tống Thư Hàng lại càng dễ. Cũng có thể sẽ càng tiến một bước. Đây chính là Bạch Tiền Bối do dự địa phương. Nếu như hắn siêu thoát, càng sâu một bước về sau, tiến vào cao hơn thứ nguyên cùng vĩ độ. Nói không chừng hắn không cách nào lại tiếp xúc đến cái thế giới này. Chỉ có thể quan sát, lại không cách nào chạm đến. Cái kia, chúng ta liền không siêu thoát rồi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, quyết định nói, nếu như siêu thoát về sau, không cách nào lại trở lại cái thế giới này. Vậy cái này siêu thoát, liền không có chút ý nghĩa nào. Không, vẫn là đánh cược một lần đi. Bạch Tiền Bối ngửa đầu, một mặt vô địch bộ dáng, ta cược ta có thể trở về. Hắn tiến về phía trước một bước. Siêu thoát nghi thức triển khai. Ta tin tưởng Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối đã cược bản thân có thể trở về, như vậy. Liền nhất định có thể trở về. Tống Thư Hàng duỗi tay kích hoạt bản thân quy tắc sửa chữa chi lực, đem Bạch Tiền Bối trên người thiên đạo chức trách trói buộc, toàn bộ chuyển qua không có cảm ngộ thuần trắng đệ tứ thiên đạo thể xác bên trên. Đã sớm thiết lập tốt trình độ, sẽ để cho đệ tứ thiên đạo rất tốt vận chuyển xuống tới. Coi như xảy ra vấn đề, có siêu thoát Tống Thư Hàng ở một bên chằm chằm vào. Cũng có thể bảo chứng đệ tứ thiên đạo vận chuyển tránh lo âu về sau. Tất cả thiên đạo chức trách bị giải khai về sau, Bạch Tiền Bối thân hình bốc lên, triệt để tự do. Đuổi theo ta đi, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói, lần này, đổi thành ta đến mang đường. Bạch mã hướng dẫn công năng, tại Tống Thư Hàng siêu thoát lúc đã bị tiêu hao. Sở dĩ lần này, đổi thành bá Tống bài hướng dẫn. Từ Tống Thư Hàng ý chí ở phía trước lao nhanh. Dẫn dắt đến Bạch Tiền Bối, bước vào siêu thoát con đường. Một bước một dấu chân. Hai bóng người, tại siêu thoát trên đường tiến lên. Một bước cuối cùng. Tống Thư Hàng thả người nhảy lên. Bất quá hắn tại vọt lên hướng dẫn sau khi kết thúc, thân hình nghịch chuyển quy tắc,
lại đột ngột xuất hiện sau lưng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối đi theo Bá Tống hướng dẫn dùng sức nhảy lên. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng ý chí lại hiện ra hiện Bạch Tiền Bối dưới thân, hắn tựa như lúc trước cái kia hư hư thực thực đệ nhất thiên đạo thân ảnh, nhẹ nhàng nâng lên Bạch Tiền Bối. Vì Bạch Tiền Bối đưa bên trên cuối cùng một đạo trợ lực, đem hắn đưa vào đến siêu thoát cảnh giới. Bạch Tiền Bối, tốt nghiệp thành công. Cùng Bá Tống siêu thoát khác biệt. Bạch Tiền Bối siêu thoát thời điểm, chư thiên vạn giới ẩn ẩn truyền đến từng lớp không bỏ cảm xúc. Chỉnh cái chư thiên vạn giới, đều không nỡ Bạch Tiền Bối siêu thoát. Nhưng chúng nó cũng không có muốn đem Bạch Tiền Bối cường lưu, mà là mang không thôi cảm xúc, vì Bạch Tiền Bối siêu thoát dâng lên sau cùng chúc phúc. Chư thiên vạn giới bên trong, dị tượng liên tục. Khác nhau đối đãi quá rõ ràng. Bá Tống siêu thoát lúc, chư thiên vạn giới thế nhưng là liền cái pháo mừng đều không nỡ thả. Sợ vừa để xuống liền lỗ vốn. Một lát sau, Tống Thư Hàng ý chí trở lại cái kia phiến siêu thoát thứ nguyên bên trong. Hắn đang chờ đợi lấy Bạch Tiền Bối xuất hiện. Chỉ là, liền được lúc trước một dạng, Bạch Tiền Bối thân ảnh, cũng không có hiển hiện. Nguyên lai, là như thế này à. Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn lấy chính mình vừa rồi lấy Bạch Tiền Bối một chút sức lực tay phải. Khó trách, hắn siêu thoát một khắc này. Vượt qua thời gian hạn chế về sau, đến mảnh này siêu thoát thứ nguyên vĩ độ lúc, nhưng không có nhìn thấy Bạch Tiền Bối thân ảnh. Đã từng hắn, tưởng rằng Bạch Tiền Bối trong tương lai không thể thành công siêu thoát, sở dĩ Bạch Tiền Bối chưa từng xuất hiện nơi này. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là Bạch Tiền Bối so với hắn tiến thêm một bước. Khả năng đứng ở tầng thứ cao hơn phía trên. Sở dĩ, hắn ở chỗ này, mới không cách nào nhìn thấy Bạch Tiền Bối. Một lần cuối cùng, lại thua cuộc sao? Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn đứng ở cái này thứ nguyên bên trong, phiêu đãng. Nửa ngày sau. Như vậy, liền để ta vì chính mình lập cái mục tiêu mới đi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt, cười ha ha một tiếng. Đã Bạch Tiền Bối đến càng xa cấp độ. Như vậy, hắn liền mang theo tất cả Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cùng đại gia, đuổi theo Bạch Tiền Bối bộ pháp. Ta thế nhưng là Bá Tống. Loại chuyện này, ta có thể làm được. Sở dĩ, dù cho Bạch Tiền Bối thua cuộc, cũng không có quan hệ. Ta là nhất định trở thành đáng tin đại tiền bối tồn tại. Tống Thư Hàng ý chí một lần nữa kiềm chế, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa trở về đến hiện thế bên trong đi. Như vậy hiện tại, đầu tiên đem hai vị người mới thêm tiến quần bên trong đi. Đáng tin đại tiền bối con đường, liền từ hai vị người mới bắt đầu. Mục tiêu mới. Tất cả siêu thoát, đuổi kịp Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng mở ra giới diện, thậm chí lần nữa đem thời gian đè xuống đất ma sát, cùng một thời gian bên trong, đồng thời bắt đầu thêm hai cái tài khoản làm hảo hữu. Đuổi kịp ta làm gì? Đột nhiên, Bạch Tiền Bối giọng nghi ngờ sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện Bạch Tiền Bối đang tại nằm tại cái kia vụng trộm ăn thiên kiếp. Tống Thư Hàng, ta cược thắng. Bạch Tiền Bối một mặt vô địch biểu lộ nói, ta quả nhiên xưa nay sẽ không cược thua. Tống Thư Hàng ngón tay trượt đi. Hiện thế, địa cầu. Tại địa cầu hai cái khác biệt địa phương, có một nam một nữ hai bóng người, đang tại trượt điện thoại di động, tựa hồ đang xem sách. Đúng lúc này, bọn hắn đồng thời nhận được một kiện tin tức. Bá Tống Thiên Đạo thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Kèm theo tin tức, không. Cái quỷ gì? Bá Tống Thiên Đạo, như thế tự kỷ biệt danh, là ai cùng hắn, nàng đùa giỡn hay sao? Đồng ý hảo hữu, vẫn là cự tuyệt. Một lát sau, hai cái khác biệt thân ảnh, gần như đồng thời duỗi tay, làm ra hắn cùng nàng lựa chọn. Hết chuyện tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng.